165.000 đúng không cả nhà ơi? Nhưng mà phiên live ngày hôm nay em tri ân cho tất cả các chị luôn nha. 89.000 một áo quần là 85.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. 40 cho đến 85 cân độ về giùm em là mặc đẹp nha. Rồi, để từ đến một cái sẩm lên cho mấy chị với giá rất là hợp luôn cho mấy chị luôn nha. 89.000 áo luôn cho ngày hôm nay luôn. Quần hiện tại lên kim là cái mã số 1, cái bộ là 174.000 nha. Trời ơi, xinh lắm mấy chị ơi. Rồi, đang mặc hiện tại cho em luôn cả nhà ơi. Nó về con là nền đen hoa văn. Em đang mặc hiện tại cho mấy chị là CH14 nha cả nhà ơi. 89.000 một áo luôn giùm em nha. 40 cho đến 85 cân độ về nha cả nhà ơi. CH14 là em đang mặc. Trời ơi mấy chị ơi, cái hoa văn này nó nhìn đúng đẹp luôn á cả nhà. Em có hai con màu đen nha. Em còn con hoa hồng nữa chứ ơi. CH12 em đang mặc thì mỗi size em còn được một ít mấy chị ơi. Em đang mặc là mỗi size em còn được một ít nha. Đây, con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi. Con này chọn giùm em là CH12 nha cả nhà ơi. CH12 luôn giùm em nha. Bộ đang mặc một bộ nhấp vào giỏ hàng giùm em đi, comment như vậy mỏng đi đơn được. Chị biết đặt đơn không chị ơi? Nếu mà chị không biết thì nói đi bên em hỗ trợ cho mình nha. Rồi, con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi. Con này chọn giùm em là CH12 nha cả nhà. CH12 89.000 bộ luôn giùm em. Cổ tim tay dài nút ngọc nha mấy chị ơi. Rồi, con này chọn giùm em là CH12 luôn mấy chị ơi. CH12 89.000 luôn giùm em. CH12 89.000 luôn giùm em nha. Nút bên em là nút ngọc mấy chị ơi, đóng hoàn toàn trực tiếp và hở cho mình luôn. Mặc là không lo vấn đề bị lộ và bị hở cho mình nha. Rồi, con này chọn giùm em là 12, còn em đang mặc là 14 nha cả nhà ơi. Em về được nhiều bông mới lắm cả nhà. Đây. Trời ơi, em mới về 6 cái bông mới cho mấy chị luôn nha. Về được 6 bông mới cho cả nhà nha mấy chị ơi. Rồi, con này luôn giùm em nha. Em đang mặc nè mấy chị ơi. Em đang mặc hiện tại là CH14 nha cả nhà. Em đang mặc là CH14 cho giùm em nha. Rồi, con này là 15 nè mấy chị ơi, một con màu hồng giùm em nha. Rồi, CH15 là màu hồng luôn giùm em. Bộ đang mặc chị ơi, biết vô giỏ hàng không? Chị không biết thì nói giùm em đi, bên em hỗ trợ cho. Rồi, con này chọn giùm em là CH15 cả nhà ơi. Hello chị Thắm nha. Hello chị Thắm nha, chị Thắm ơi. Đây, con này chọn giùm em là CH15 mấy chị ơi. CH15 89.000 luôn giùm em nha. CH15 rồi, con này là con này là màu trắng mấy chị ơi. Con này là nền trắng bông đen giùm em là CH13. Con này chọn giùm em là CH17 mấy chị ơi. CH17 89.000 con luôn mấy chị ơi. 40 cho đến 85 con quay đầu giùm em là mặt đẹp nha. Trời ơi, cái con siêu phẩm màu vàng nhạt là 13 nha. Siêu phẩm vàng nhạt là CH13 luôn giùm em, 89.000 con luôn mấy chị ơi. 40 cho đến 85 con quay đầu nha. Chị Thắm ăn cơm chưa? Rồi, con này chọn giùm em là CH13 mấy chị ơi. CH13 nha, chào Bánh Bèo nha, chào chị Thắm nha. Chị Thắm ăn cơm chưa chưa? Trời ơi mấy chị ơi, cái màu vàng luôn giùm em rất là xinh nha cả nhà ơi. Rồi, con này chọn giùm em là CH13 mấy chị ơi. Dạ, chị đặt hôm qua nay nhận rồi, mặc rộng quá. Ôi chị Ngọc cho nói nó bị rộng, chị lên cái này để bên em hỗ trợ cho. Hôm qua chị cao bao nhiêu, đặt bao nhiêu vậy? Chưa Bánh Mèo ơi, sao chị Thắm ăn trễ vậy? Chị lên cái này đi chị ơi, bên em hỗ trợ cho, mới hôm qua mà hôm nay nhận được hàng rồi, nhanh vậy. Lớn này đem hỗ trợ cho. Tí níu kìa Phong ơi. Lên giùm em đem hỗ trợ đổi cho chị sang nhỏ hơn nha. Em có nói rồi, ví dụ như mặt rộng thì em nói em hỗ trợ đổi cho mình nha cục vàng ơi. Rồi, đang mặc hiện tại cho em là CH14 mấy chị ơi. CH14 89.000 lớn này đem hỗ trợ đổi cho nha cục vàng ơi. Có vô pin đâu em ghi vậy? Sao chị Thắm ăn cơm trễ quá vậy? Đây, con này màu vàng luôn mấy chị ơi. Màu vàng luôn giùm em là CH3 nha. Áo em đang mặc mã máy CH14. CH14 nha chị ơi, lớn này giùm em. CH14 kèm cái này em đang mặc là nó chỉ còn có 1, 2, 3, 5. Em đang mặc là còn 1, 2, 4, 5, nó hết size 3 rồi mấy chị ơi. Em đang mặc là còn 1, 2, 4, 5 mới đúng. Trời ơi, con CH13 nó xinh quá mấy chị ơi. Rồi, con này chọn giùm em là CH13 nha cả nhà ơi. Mà hiện tại đang cầm là con CH13 size 1, con màu vàng luôn cho mấy chị nha. Con màu vàng này cực kỳ là xịn sò luôn, cho giúp em nha. 40 con sẽ lên 85 con đầu luôn cho mấy chị á. Chị rồi đặt số 2 vừa đặt y vậy, nó rộng hơn bữa. Vậy là tùy vào form á. Bởi vì em nói rồi mấy chị ơi, mỗi một lần vậy chị lên chiều cao con nặng đi. Rồi chị lên này đi, bên em đổi là size 1 cho mình nha chứ yêu ơi. Chị lên cái này đi chị Ngọc Trinh ơi, em hỗ trợ đổi cho không sao hết nha. Em nói trên live rồi, em đổi là em sẽ đổi cho mình. Chị lên cái này giùm em đi, bên em hỗ trợ cho. Bên em sẽ hỗ trợ cho mình nha cục vàng ơi.
Rồi, một con bộ này đang mặc 52 con, dạng 52 con là cho chạy size số 2 cho chị nha. Và cái này là áo lẻ không trồng quần cho mình nha. Chị Ngọc Trinh ơi, lớn này giùm em đi, không vì một cái áo mà em làm mất khách đâu. Lớn này giùm em đi, màu chờ đổi lại size 1 cho. Biết sao mấy chị ơi, tùy vào cái form á. Em chào chị rồi. Bảo Thiên nha. Hello chị Bảo Thiên nha, cục vàng ơi, 89.000 luôn giùm em cả nhà ơi, rất là đẹp cho mấy chị nha. Rồi con này là 13 giùm em, ok chị Ngọc Trinh nha. Ok chị có Ngọc Trinh nha. Thiếu size 16 rồi mêu. Này yếu nè. Ok chị yêu nha cục vàng ơi. Rồi ok chị yêu các em nha, em hỗ trợ đổi liền nha cục vàng ơi. Rồi con này chọn giùm em là CH13 nha. 16 mà bị thiếu nè. Trời ơi con 13 đẹp quá mấy chị ơi. Rồi 13 luôn giùm em nha. Nền đen hoa hồng là con 12 giùm em nha cả nhà ơi. Rồi con này là CH12. Còn em đang mặc là CH14. Giá tri ân cho mấy chị là 89.000 một áo. Quần là 85.000. Cà set đang like là 174.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Chắc phải coi giãn không em vậy? Chắc phải, đương nhiên là nó sẽ có độ coi giãn luôn cho mấy chị. Nhưng mà coi giãn mức độ vừa phải, không coi giãn nhiều cho mình nha. Trời ơi, con này là thun lưới nên coi dạng vừa phải, với lại tùy một tùy vào mỗi form mấy cả nhà ơi. Nên mỗi lần mấy chị đặt đơn mấy chị chịu khó lên chiều cao con nặng đem tư vấn cho mấy chị nha. Tại vì có một đợt em về là cái vải nó coi dạng nó mềm, mấy chị nó coi dạng tốt. Nhưng mà có nhiều đợt em về cái chất vải nó coi dạng rất là thấp luôn, ít lắm mấy chị ơi. Rồi con này chọn giùm em là CH13 nha cả nhà ơi. Chắc phải coi giãn không em vậy? Chắc phải, đương nhiên là nó sẽ coi giãn cho mấy chị. Nhưng mà coi giãn mức độ vừa phải chứ không coi giãn nhiều cho mấy chị đâu nha. Và mà hiện tại đang mặc con CH14 nha. Trời ơi con này đẹp luôn giùm em mấy chị ơi, con này đẹp luôn giùm em là CH12 cả nhà ơi. Con này đẹp luôn giùm em là CH12, 89.000 luôn giùm em. Cổ tim nút ngọc tay dài nha mấy chị ơi. Con này là cổ tim nút ngọc tay dài luôn giùm em nha. Trời ơi xinh lắm mấy chị ơi. 57 cân là size 3, 42 cân là chọn size 1, 53 cân là chọn size 2 giùm em nha. Rồi, chị đẹp nào, tình yêu nào hiện tại đây vào timeline ưng em đang mặc nữa thì mình nhanh tay vào giờ hàng luôn giùm em. 40 cho đến 85 cân đổ về giùm em nha. Rồi đang mặc hiện tại là CH14 mấy chị ơi. Con đang cầm hiện tại cho em là CH12 nha. 89.000 một áo, quần là 85.000 luôn giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em là CH8 rồi chị ơi. Này cái này là cái nền màu trắng trắng đó chị ơi, có cái hình bông màu xanh nữa nè. Rồi con này chọn giùm em là CH8, chị nào chưa chốt được thì hôm nay cố gắng vào nhà hàng mình lấy luôn nha chị ơi. Dạ mình ơn con nào mấy chị chọn con màu đó luôn cho em. Hàng đầu có thiên lan này mới thịt tim tim màu chấm chấm và màu hình luôn cho mình nha. CH16 sẽ là một con màu đang cầm luôn cho em, rất là sáng da luôn cho chị nha, là một con màu cực kỳ dễ thương luôn cho giúp em. Rồi chỗ nào hết đơn giản dễ mặc hơn nữa thì lấy con màu CH14 đang mặc thì cũng được. Và áo đang mặc khoảng 65 con là chị chọn size số 4 cho luôn cho chị là vừa rồi nha. Còn chị 48 con thì chị chọn size 1 luôn cho giúp em là đẹp luôn rồi á. Và hiện tại đang cầm là con CH8 nha. CH8 89.000 áo luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Rồi con này chọn giùm em là CH8 mấy chị ơi. CH8 89.000 luôn giùm em nha cả nhà. Trời ơi con này đẹp quá mấy chị ơi. Con này chọn giùm em nè. Con này chọn giùm em, nó sẽ là mã CH nha cả nhà ơi. CH16 sẽ một con nền trắng bông bông cam luôn cho mấy chị nha. Con này sọc sọc rất đẹp. Rồi con này là 16 giùm em nha chị ơi. Em về được 6 bông mới cho mấy chị á. Em về được 6 bông mới nha mấy chị ơi. Rồi con này chọn giùm em là CH9 nè. Ok chị Lan Trần có đơn giùm em nha. Ok tình yêu nha. Chị Lan Thái chứ. Lan Thái ok chị nha. Không cần em đọc tên vẫn có đơn bình thường nha mấy chị ơi. Rồi 89.000 luôn giùm em cả nhà, CH9 luôn giùm em ha. Chị 52 con mặc được không? Dạ 52 con thì mình cứ phi trên nụ chị nhé. Còn cái gì thì mình chọn size số 2 luôn cho chị là vừa là đẹp luôn cho mình rồi nha. Mà hiện tại đây mặc là con CH14 luôn cho giúp em. CH14 89.000 nha. Hôm qua mà chị nào đã đặt đơn là có thể hôm nay mình đã nhận được hàng hết rồi cả nhà ơi. Hàng em like ra sao, hàng em like như thế nào mới chị nhận hàng về y chang như thế đó luôn giùm em nha. Cổ tim nút ngọc tay dài luôn giùm em nha cả nhà. Ơi. Rồi con này chọn giùm em nè. Con này chọn luôn giùm em là CH13 nha mấy chị ơi. Rất là đẹp cho mấy chị luôn, màu vàng nhạt giùm em nha. CH13 sẽ là một con màu vàng nhạt luôn cho mấy chị nha. À, lấy chị một áo đang mặc và lấy chị một áo đang mặc rồi để em ghim lại cho mấy chị nha. Nhắc vào cái chứ mua đi chị là tự động nó xuất hiện cái bóng màu và cái bóng size lên thôi nha. Chọn màu trong size điền thông tin giao hàng thôi là mấy chị sẽ có đơn. Còn mình không đổi cho nên nữa, một cái việc comment hỗ trợ lại cho biết bên em hỗ trợ lại luôn cho chị lần nữa nha. Rồi 89.000 một áo, quần 85.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Chỉ có 85.000 là mấy chị sẽ được một áo luôn nha. Cả set là 174.000 là mấy chị mới được cái bộ á. Áo đang mặc, giá áo đang mặc là con màu CH14 nha. CH14 sẽ một con màu đen luôn cho mấy chị nha. Một con cảm thấy phí ship cao quá lấy luôn cho mình hai con, vì mặc mua càng nhiều phí ship cao của mấy chị sẽ càng hỗ trợ hơn cho mấy chị nha. Và hôm nay là em thấy tài khoản của chị đang cho mình hỗ trợ cho mình rất là nhiều luôn á. Một áo là mấy chị cũng sẽ được miễn ship luôn cho ngày hôm nay nha. Con này chắc phải gì em mỏng không, và con này chắc phải bên em sẽ phải thun lưới bên luôn cho mình nha. Chắc phải thun lưới này thì nó không hề bị mỏng luôn cho mấy chị nha. Chắc phải không quá mỏng, không quá dày, nói chung là mặc
mặc thật rất là thoải mái luôn cho mấy chị luôn á. Đi lễ đi chùa đi đám thì thiệt hiện nó cũng rất là lịch sự luôn cho mấy chị nha. Trời ơi, có 89.000 thôi mấy chị ơi. Rồi con này đẹp luôn giùm em mấy chị ơi, con này đẹp luôn giùm em nha. Nó là CH13 cả nhà ơi. Rồi con này chặn giùm em là CH13 89.000 luôn giùm em nha. Rồi còn em đang mặc hiện tại cho mấy chị nó sẽ là mã CH14 cả nhà ơi. Form dáng chút vải rất là xịn sò luôn giùm em nha. Và hôm nay mà chị nào mình đã đặt mình đã mua. Mình đã mua, mình đã xăng rồi, mình cứ việc comment lại cho em biết nha. Bên em sẽ cho bạn tranh thủ đưa đơn và kèm sản phẩm chi ân kèm theo cho mấy chị nha. Mấy chị đặt hàng sáng ngày hôm nay, chiều nay là em sẽ đưa đơn cho mấy chị là tầm khoảng ngày mai hoặc ngày mốt thôi là mấy chị sẽ có đơn nha. Nói chung là 1 đến 2 ngày thôi mấy chị sẽ có đơn thôi à. Rồi con này chọn giùm em là CH12 mấy chị ơi. Rồi con này chọn giùm em là CH12 89.000 luôn giùm em nha. CH12 luôn cả nhà ơi. Dạ chứ nào chưa tao mặc không lứa mua thử trước một con cho mấy chị, vì mặc thì mấy chị nó không làm cho mấy chị thất vọng đâu nha. Nó sẽ có độ coi giật hồi mới cho mấy chị rất là nhiều luôn á. Rồi 89.000 luôn mấy chị ơi. 89.000 một áo quần là 85.000, cả set đang like là 174 nha cả nhà ơi. Rồi 174.000, 14 là em đang mặc trên người cho mấy chị nè. Rồi con này chọn giùm em là 12 nha cả nhà ơi. Rồi CH12 luôn giùm em. Con này chọn giùm em là CH8 nha cả nhà. CH8 luôn giùm em nha. Rồi con này chọn luôn giùm em, nó sẽ là con mã CH13. Con này chọn giùm em là CH13 nha mấy tình yêu ơi. 89.000 một áo quần là 85.000, quần hai màu, phối trắng quần đen gì cũng đều được nha. Quần mấy chị có thể phối hai màu, quần trắng gì quần đen gì cũng đều được luôn giùm em. Rồi mấy chị ơi, coi tranh thủ giùm em nha. Chị nào mà ưng được cái màu nào thì mấy chị cứ vào giỏ hàng mấy chị lấy màu đỏ giùm em. Rồi 89.000 luôn mấy chị ơi, 89.000 luôn giùm em nha. Rồi con này là con 15 nè mấy chị ơi. Con này chọn giùm em là CH15 nha cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là CH15 luôn giùm em, 89.000 nha mấy chị ơi. 89.000 CH15 để mặc qua con màu vàng cho mấy chị coi nè. Cái màu vàng nó cưng lắm cả nhà ơi. Rồi con này là CH15 luôn giùm em cả nhà ơi. CH15 89.000. Em mặc màu khác cho mấy chị coi nha. Có đồ lam không? Có nha chị bé nghe ơi. Chị lấy đồ lam chị lớn này để bên em gửi cho mình coi nha. Đồ lam bên em mấy mẫu luôn. Dạ nói chung là bên em rất là nhiều mẫu luôn cho mấy chị nha. Mấy chị ưng con món nào mấy chị ưng con màu nào mình cứ việc tranh thủ thao tác vào cái dấu hàng và mình chốt thôi. Và công riêng về con cái con món này bên em hỗ trợ cho chị về cái phần phí nha. Và tất cả các mẫu trong cái dấu hàng bên em á là đang được có mã giảm cho mấy chị rất là nhiều luôn. Vì vậy mà chị nào muốn đặt hàng cứ nhắc vào cái hàng tranh thủ đặt ngày hôm nay luôn cho mấy chị nha. Đặt hàng ngày hôm nay là tầm ngày mai hoặc mốt thôi là mấy chị sẽ có đơn thôi à. Được kiểm tra comment về chi hiện tại trên đây không hỗ trợ mấy chị đồng kiểm tra hàng nữa nha. Nhận cái đơn hàng này đi mấy chị, hàng có bị mặt không vừa nè, hàng có bị lỗ đem phải không vẫn có hỗ trợ đổi cho mấy chị trong vòng 3 ngày nên mình cứ việc yên tâm nha. Và ngày hôm nay tri ân giáo đỡ cho mấy chị và sẽ được kèm sản phẩm cho mình nữa. Có đặt là sẽ có kèm sản phẩm tri ân cho mấy chị rất là nhiều nha. Một áo không có hàng áo không có cho mấy chị nha. Con 12 này không bao giờ làm mấy chị hất dọc luôn á cả nhà ơi. Cái con hoa hồng này nè mấy chị rất là xinh luôn giùm em nha. Rồi 89.000 và em đang mặc hiện tại cho mấy chị nó sẽ là mã CH12 nha cả nhà ơi. 89.000 một áo luôn giùm em. Quần là 85.000 nha cả nhà. Một áo bao nhiêu em? Dạ một áo là 89.000 là mấy chị được một áo luôn cho ngày hôm nay nha. Và quần luôn là 174.000 luôn cho giúp em. Áo là 89.000, quần 85.000 luôn cho mấy chị. Ống quần em chắc tầm khoảng 40 luôn cho mình nha. Không quá rộng nó cũng không quá nhỏ luôn cho mình á. Rồi đang mặc là CH12 mấy chị ơi. Con này chọn giùm em là CH15 nha. 89.000 cổ tim nút ngọc tay dài luôn mấy chị ơi. Đóng hoàn toàn trực tiếp vào áo cho mấy chị luôn ha. Một áo đang mặc thì mặc vừa không nha, vừa chứ quan trọng mình chỉ cao mà chị nào bao nhiêu nữa lên chiều cao và chị kèm mấy cân nặng của mình luôn nha. Ống vừa bên em chắc khoảng 30 cho chị á. Kèm cân nặng giùm em đem tư vấn sai cho mình rồi mình vô giỏ hàng mình chốt luôn cục vàng ơi. Rồi con này chọn giùm em là áo em đang cầm ở máy nhà máy đang ghim nha. Là con size 15. Con này là 15 mấy chị ơi, em đang ghim để em ghim lại cho con này là 15 giùm em nha. Có 89.000 cái thôi mấy chị ơi. Chị Mỹ Dung ơi, chị biết đặt hàng không? Nếu chị không biết đặt hàng mà cứ việc comment lên cho em biết bên em hỗ trợ lại cho chị đặt hàng nha. Chứ mình comment lên cho chị như vậy là mình sẽ không có đơn đâu nha. Quần bên em là 85.000, quần hiện tại đang ghim là cái mã số 1 luôn cho mấy chị luôn. Chị mua áo lẻ cũng được mà chị mua quần lẻ thì cũng được luôn cho mình nha. Vì con này là con áo lẻ không cầm quần á. Đây, con này chọn giùm em là 15 mấy chứ ơi. Con này chọn giùm em là CH15 luôn giùm em nha. Rồi, CH15 89.000 luôn giùm em nha. CH15 89.000 luôn cả nhà ơi. 40-85 độ về giùm em là mặt đẹp nha. Và hàng này là live tại live trực tiếp luôn cho mấy chị nha. Và không cắt ghép chỉnh sửa chứ cho mình yên tâm với chất tải đến rồi, chị Mỹ Dung ơi. Chị Mỹ Dung ơi, vào dọn hàng coi thử giùm em đi. Thấy cái con màu hồng em cầm chưa? Em đang cầm hồi nãy là 15 giùm em nha. CH cả nhà ơi, mẫu đang live là bạn có ghim lên dọn hàng cho mấy chị hết trơn luôn rồi đó. Nên chị nào mình đương thì mình cứ vào dọn hàng mình coi màu. Còn không thấy nữa nói bạn hỗ trợ cho mình nha.
Còn chị mới dung anh mặt hàng được chưa? Nếu chị không biết mình có thể tập CH6. Bên cho biết nha. CH6 là một CH5 mặt hàng đen hoa CH5 mới chơi. Con này chọn dùm em là CH5 nền đen hoa vàng dùm em nha. Nó là tung lưới nha cả nhà ơi. CH5 hiện tại còn C1 nha. Mua về buôn bán tập hóa rồi nhà mấy chị mặc cũng được. Chợ rồi đó cả nhà, mình đi chợ nè, mặc ở nhà rồi cũng rất là thoải mái cho em luôn. Rồi CH13 một áo lớn này dùm em đi chị Lan Hương ơi. Chị Lan Hương ơi, chị đặt đơn là phải có cái này dùm em ha. Còn chị nào có vào giỏ hàng á thì thao tác vào giỏ hàng mình lên đơn dùm em. Hôm nay một áo ship cao lấy luôn hai con dùm em ha. Phải gì em dạy con này bên em phải thun lưới cho mấy chị nha, phải thun lưới sang xịn sò luôn cho mấy chị luôn mà, nhưng mà nó không hề bị mỏng luôn cho mấy chị nha. Chắc phải bên em không có mỏng và nó chắc phải thì nó cũng không có dày luôn cho mấy chị luôn. Nói chung là rất là vừa vặn luôn cho mấy chị nha. Hàng là phải, hàng vẫn là có xa có số luôn cho mấy chị luôn, mình cứ phiền yên tâm về chắc phải thì em vào quan tâm về cái phơm đi mấy chị. Yên tâm luôn cho mình nha. Lỡ cái trường hợp không phù bên em có hỗ trợ cho mấy chị trong vòng 3 ngày á. 5 luôn giùm em cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là CH5 nha cả nhà. CH12 61 màu đang mặc luôn cho mấy chị nha. CH12 89.000 một áo luôn cho mấy chị luôn á. Bao nhiêu ký vừa giải từ 40 con trở lên và từ 85 con qua đầu luôn cho mấy chị nha. Chị Trần Hậu ơi, mình lên chiều cao phải bình kèm mức cân nặng của mình là được rồi nha. 15 đẹp lắm. Rồi 13 là màu vàng giùm em nha. 13 là màu vàng luôn mấy chị ơi. Màu vàng là con CH13 cho mấy chị nha. CH13 và mẫu này hiện tại là mã đang ghim luôn cho mấy chị luôn. Nhất phần cái chứ mua là tự động nó xuất hiện cái bắn màu và cái bắn xa lên thôi à. Rồi mới ghim lại cho chị rồi. Con này là CH13 luôn mấy chị ơi. Mã chính có 65 con không có chị ơi. Bên em là tất cả các mẫu luôn. Từ 40 cho đến 85 con. 65 con là size 4. Dạ. Còn cái mẫu đó là size 4 dùm em nha cục vàng ơi. Cái mẫu 199 đó đúng không? Em cho chị coi nè cục vàng ơi. Cái bộ đó là chị ơi 199 dùm em nha. Cái đó là 65 con là chọn size 4 dùm em nha. Lấy một khác đi em. Mình phải lấy như màu đó. Trời ơi con này luôn á chứ ơi. Con này chọn giùm em nha. 199 luôn nha. Còn có màu đó nãy mới vừa qua luôn á chị ơi. Đây đẹp lắm. Tím cà đang cầm á. Thì chị ơi cái bộ đó nãy mới vừa qua luôn. Dạ đang mặc máy đang ghim nha. Rồi đếm ghim lại cho chị. Cái bộ đó là thun 4D nha chị ơi. Cái này là 199 nè. Mã 965 con là chị lấy size 4 giùm em nha. Rồi hiện tại mới ghim lại cho chị rồi á. Rồi chị Trần Hậu ơi nhắc phòng có giá chứ mua đi chị là tự động nó có những cái màu. Rồi đang mặc hiện nha. Tại cho em là CH12 nha cả nhà ơi. 89.000 một áo, quần 85.000 luôn giùm em nha. Cả set là 174.000 luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Quần bên em là quần kèm một túi cho chị, túi sau hồi túi rộng luôn cho mình nha. Còn chị Trần Hậu ơi nhắc phòng có chứ mua đi chị là tự động nó xuất hiện cái bắn màu và cái bắn xa lên thôi à. Còn chị Mỹ Dung ơi mình đặt hàng được chưa? Rồi con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi. Con này chọn giùm em là CH12 như 13 nha cả nhà ơi. Rồi con này là CH15 luôn giùm em, 89.000 cái luôn. Mấy con được miễn ship em vậy, chứ mình mua một áo là mình cũng sẽ được miễn ship dạ. Luôn cho chị nha. Hôm chị, nay là cô chợ rất là nhiều. Trang Quỳnh nè, cục vàng ơi, vô giờ hàng cái mã chính nó đẹp lắm. Em mới vừa qua lúc nãy luôn á cục vàng ơi. Rồi con này là CH8 luôn giùm em nha. Chắc phải là phải thun 4D, còn con này chắc phải sẽ phải thun lưới luôn cho mấy chị thun nha. Thun 4D thì mặt nó cũng thoải mái nhưng mà nó sang mấy chơi, mẫu nó sang mình đi đám mình mặc. Còn riêng về con này mấy chơi mặc ở nhà rồi hàng ngày cũng được. Áo đang mặc là em đang ghim để em ghim lại rồi. Cho mình nha. Rồi đếm ghim lại cho mấy chị lần nữa nha. 89.000 thôi, trời ơi con CH8 nó xinh nè mấy chị ơi. Rồi đang mặc hiện tại là CH12 luôn giùm em nha. CH12 size 1 màu đang cầm cho chị nha, 83 con size 5. 83 con là chọn size 5 nha. 5 nha. Chị Trần Hậu là size 5 á. 83 con là chọn size 5 giùm em nha. Còn chị Trần Hậu nhắc vào cái hàng chị chọn size 5 như chị là vừa là đẹp rồi nha. Mà hiện tại đang cầm là con CH15 nha. CH15 sẽ là một con màu hồng nhạt luôn cho mấy chị. Còn con CH13 là một con màu vàng nhạt cho mình luôn nha. Nói chung là mỗi màu là mẫu vẻ đẹp riêng luôn cho mấy chị luôn. Mấy chị ưng con màu nào, mấy chị thích con màu nào á, mình cứ việc chọn con màu đó cho mình luôn nha. Còn mình không rõ cho nên đó, mình cứ việc comment lại cho em biết bên em hỗ trợ lại cho chị đặt hàng. Một bộ là 174.000 thôi à, và cái này áo lẻ không kèm quần cho mấy chị nha. Chị nào muốn đặt hàng cái bộ là mình phải thêm vào giao hàng một cái áo và một cái quần nha. Không biết thêm vào giao hàng mình đặt từng đơn liên tục là tự động sẽ dồn đơn cho mình thôi nha. Trời ơi 199 luôn mấy chị ơi, 199 luôn giùm em nha. Trời ơi xinh ơi là xinh luôn mấy chị ơi, CH15 luôn giùm em nha. CH15 sẽ là một con màu đang cầm luôn cho mấy chị. Chị đã đặt thử một con, cảm ơn chưa đặt hàng được đơn luôn nha. Chị cao 1m52 mà chị 52 con thì chị chọn size số 2. 1m6 mà chị 65 con nhắc phải có hàng chị chọn size 4 như chị là vừa rồi nha. Còn 49 con này chị chọn size 1 cho mình á. Chắc phải co giãn nhiều hả em vậy chưa con à, chắc phải này co giãn không có nhiều nha. Nó sẽ có độ co giãn cho mấy chị nhưng mà co giãn nó không có nhiều á. Thì máu này mặc thì em gọi em ghim mới ghim cho chị rồi á. Em muốn chọn cho chị đặt hàng thử nè.
Ôi chị Trần Hậu ơi, trước tiên mà chị nào muốn đặt hàng cái con da mặt tức là con CH16 á, gọi là con CH14 chứ. Con CH14 là chị phải nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình của mình luôn cho giúp em. Cái mã giá hiện tại địa chỉ đã riêng ở đây sẽ là cái mã em đang like. Chị nhắc vào cái chữ mua là tự động nó xuất hiện cái bấm màu và cái bắn xa lên nha. Bước này là mấy chị sẽ chọn màu. Dạ, cái màu em hiện tại là mặt con CH12 nha. Còn mã 10 đi em, mã 10 hả? Hay là CH14 sẽ là một con màu đang mặc là nó sẽ nằm ở dòng số 2 từ dưới đếm lên nè. Lướt xuống cái chị chọn cái size cho mình, chị mặc size 5 thì chị chọn cái size 5, nhắc phụ chữ mua ngay. Ở phía trên đây điền thông tin giao hàng của mình, lướt xuống tích vào thanh toán khi nhận hàng, nhắc phụ chữ đặt hàng là mình sẽ có đơn. Rồi chị Diễm Châu ơi, con mã 10 ha, đếm coi nha. Vì em đang like món này không like được vô món khác đâu mấy chị, vô món khác là mình vi phạm á. Rồi con này chọn giùm em chứ ơi, CH8 luôn giùm em nha, để em coi mã 10 là mã gì nha chị ơi. À, áo mũi là áo in áo tulip á. Không, hoa tulip á, cục vàng ở đây nè. Hoa tulip á. Nè, cái này là cục vàng ơi, 125.000 cái giùm em nha, đây nè chị. 85 con là chị chọn size số 5 luôn nha, em 40 con cho lên 85 con qua đầu á. 125.000 cái luôn cục vàng ơi. 125.000 cái giùm em nha. Còn 85 là chị chọn size số 5 cho chị là vừa rồi nha. Dạ. Rồi con chị ơi, chị Trang nha, này chị mua nguyên bộ 199 được chưa cục vàng ơi. Em thấy cái bộ đó đẹp xuất sắc luôn á. Con này là nó rất là đẹp luôn chấm chị luôn rồi nha. Con này chắc phải thu cái này là 125.000 áo cục vàng ơi. Rồi con này đẹp luôn giùm em mấy chị ơi, con này đẹp luôn giùm em nha. Nó sẽ là mã CH8 cả nhà ơi. CH8 sao con màu trắng hồng nền xanh luôn cho mấy chị nha. Con này cũng rất là xịn sò luôn cho mấy chị luôn. Một áo xếp cao lấy luôn hai cái mấy chị ơi, hai cái cho nó hỗ trợ xếp cho mấy chị nha. Rồi 174.000 là cả set đang like, áo 89.000 quần 85.000. Em thấy hôm nay mấy chị mua tiếp có 4 cành 5 cành nè cả nhà ơi. Mua 93-97.000 tiếp không có cao. Hôm nay em thấy cho mấy chị mua của em bên nhà em là ship không có cao mấy chị ơi, nên mấy chị cố gắng mấy chị lấy nha. Mình tranh thủ mình đặt hàng đi mấy chị, bên em tranh thủ giao hàng sớm luôn cho mấy chị, mà cứ việc yên tâm nha. À, chị lấy một bộ và chị lấy một bộ thì chị đặt vào cái giao hàng mình đặt đi chứ mình còn may nhận có được cho mấy chị đâu. Lấy một bộ hay lấy hai bộ là chị cũng phải thao tác vào cái giao hàng mình lên đơn nha, chứ em không thể nào mà chốt đơn được cho mấy chị đâu nha. Màu hiện tại đang mặc là con CH12 cho mấy chị, và màu hiện tại đang cầm là con CH8 nha. Và 6 màu cuối cùng là 6 màu mới về bên em đúng chị, vì vậy mà còn đủ size luôn cho mấy chị ơi. Luôn cho mấy chị nha. Nhưng mà hiện tại con CH14 là hết size 3 rồi hay gì á. Rồi con này đẹp luôn. CH13 sẽ là một con màu vàng luôn cho mấy chị nha. 12 đang mặc, 13 đang cầm luôn giùm em mấy chị ơi. 89.000 luôn giùm em nha. Trời ơi cái vải nó đẹp nè cả nhà ơi. Nó là tôm lưới luôn giùm em nha. Mặc mát không em vui tươi luôn cho mấy chị nha. Mặc rất thoải mái và rất là mát cho mấy chị, vì bản chất là nó sẽ co dạng thoải mái cho mấy chị rất là nhiều luôn á. Mua thử trước một con cho mấy chị về mặt này, chị có thử chắc phải nó như thế nào, rồi sau là mua nhiều hơn cũng không à, thì vẫn không sao nha. Rồi con này luôn mấy chị ơi, con này đẹp luôn giùm em nha. Chị đã đặt. Cảm ơn chị đặt hàng được đơn nha, bên em kèm sản phẩm cho anh chị nha. Còn chị Trần Hậu ơi, mình đặt hàng được chưa? Còn trước tiên mà chị nào muốn đặt hàng yên tâm nhất thì cho em một chút theo dõi nha, để cái nào anh vừa phát ra lên là tự động nó sẽ thông báo cho mấy chị và mình xem nha. Hàng bị đã bị chặt đổi được không em giờ? Ui, à, luôn cho mấy chị nha, mình cứ yên tâm đến chị, nếu hàng lỡ mà hàng mặt không vừa nha, hàng bị lỡ bên em phản hồi trả đổi cho mấy chị trong vòng 3 ngày nha, mình cứ yên tâm đi mấy chị. Nhưng mà cái trường hợp đổi sai hiện nó rất là ít. Rồi chị nào đang vào xem like tranh thủ nha mấy chị ơi. Rồi con này đẹp luôn giùm em cả nhà, con này đẹp luôn giùm em nha. CH13 sẽ một con màu vàng nhạt luôn cho mấy chị nha. Rồi đếm kim lại cho mấy chị lần nữa nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em mã là CH13 mấy chị ơi. Con này chọn giùm em là CH13 89.000 luôn giùm em nha. Rồi CH13 89.000 luôn mấy chị ơi. CH13 luôn giùm em nha. Cổ tim nút ngọc tay dài luôn mấy chị ơi. Đóng hoàn toàn trực tiếp và áo cho em luôn nha. Rồi CH13 luôn giùm em. Mã 19 là chất liệu có gì ạ? Dạ, dạ cái đó ấy. Là thun 4D á chị ơi. Cái vải thun nó rất là đẹp nha. Đây hồi nãy em có like một bộ nè. Đây cái vải thun bên trong của nó nè. Nó là vải thun 4D nha chị yêu. Các em ơi vải rất là đẹp luôn nè. Nhìn sao là tưởng phải phi bóng thun luôn, rất là đẹp luôn cho mấy chị nha. Con này giá nó là 299 luôn á chị ơi. Nhưng mà hôm nay không biết sao nó có giảm còn có 199 nè. Có nhiều chị giảm được 179 nữa nè. Nè vải của nó nè chị ơi. Rất là đẹp nha. Con này em rất là tự tin nó luôn. Gần 300 ngàn thì mấy chị nghĩ đi, đồ nó sao mới bán được giá đó. Đúng không? Giá nó đâu có thấp đâu mấy chị. Con này là 199 giùm em nha cục vàng ơi. Nó 199 vải đẹp lắm. Co giãn cho em luôn. Nó đẹp biết mấy lần em đang mặc luôn á. Rồi con này chọn giùm em là cam sữa. Có màu đen trơn không em? Dạ có nha chị Nguyễn Quyết chị nè. Bên em có nha. Có này giùm em đi cùng vàng ơi. Rồi đang mặc hiện tại cho em là CH12 giùm em mấy chị ơi. CH12 89.000 luôn giùm em nha. Form rất là đẹp luôn mấy chị ơi đây. Và mẫu này sẽ là mẫu đang hiện tại đang ghim luôn cho mấy chị nha. Quần hiện tại ghim là cái mã số 1 á. Đồ bên nhà em nói về form là em rất là tự tin mấy chị ơi. Cứ mua về trải nghiệm thử giùm em. Mặc không vừa em có hỗ trợ đổi size cho mấy chị luôn nha. Rồi em đang mặc, chị nào lấy chọn giùm em mã là
CH13-12. Em đang mặc chọn giùm em mã là CH12 nha. Cục vàng của em ơi. Còn chị Trang Quỳnh ơi, muốn yên tâm lên nữa, chị coi vào được đánh giá của cái mã chính bên nhà em đi. Trời ơi con đó nha. Mùi chị khen đủ mùi. Cục vàng ơi, mà màu nào của nó cũng xinh hết trơn á. Và như mấy chị mua cái bộ đó là chị cũng được sẽ được miễn ship luôn, mua thử đi. Chị mình có chạy ship em thấy không mua nha. Bộ đó là được miễn ship luôn á, cục vàng của em ơi. Mua bộ đó là được, đang được mẫu này nhiều màu không em, dạ mẫu này thì gồng nhiều màu cho mấy chị nha. Và mẫu này tổng cộng năm gồng có 17 màu cho mấy chị nha, tương đương với 17 bao khác nhau hoàn toàn luôn cho mấy chị luôn. Mấy chị thích con nào thì mấy chị chọn con màu đó luôn cho mình nha. Bên em phải nói là có nè, đồ lam nè, cái tân đi chùa rất là nhiều luôn cho mấy chị nha. Rồi con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi. Con này chọn giùm em là CH1 giùm em nha. CH12 cả nhà ơi. Chị đã đặt. Cảm ơn chị đặt hàng được đơn nha. Cảm ơn chị đã đặt hàng được đơn nha. Con này đẹp luôn mấy chứ ơi. Con này chọn giùm em là CH12. CH12 sẽ là một con màu vàng luôn cho mấy chị nha. Màu vàng này thì rất là sáng da luôn cho mấy chị, tôn da dung dáng cho mấy chị cực kỳ luôn nha. À, một áo ra mặc bao nhiêu em, và một áo ra mặc là 89.000 cho mấy chị. Một áo mà chưa đạt 100.000 cho mấy chị. Rồi con này chọn giùm em mã là CH12 89.000 luôn giùm em. Lấy cho chị một bộ, cho lấy cho chị một bộ rồi em ghim lại cho chị, rồi chị nhắc cái hàng mình lấy đi, lấy một cái áo và một cái quần nữa nha. Vì cái này áo lẻ không cần quần á, chị mua phải mua thêm một cái quần nữa nha. Rồi con này đẹp luôn giùm em á chị ơi. Con này đẹp luôn giùm em nha. Nó sẽ là CH8 á chị ơi. Con này chọn mã giùm em là CH8 giá 89.000 luôn giùm em nha cả nhà. 40 cho đến 85 quay đầu luôn giùm em. Chị Nguyệt Quyền ơi, có màu đen trơn á chị ơi, chị lên cái này giùm em nha chị Quyết chị ơi. Có cái này em mới đi đơn được cho mình nha. Ôi chị Trang Huỳnh đã đặt hàng được chưa? Trời ơi, bộ đó đẹp lắm, nhận về làm thử đi, mặc lên tôn dáng cho mình cực kỳ, dáng nó cao á chị, tại vì cái quần của nó form đẹp lắm. Đây, con này chọn giùm em nha, CH5, con này chọn giùm em là CH5 89.000 luôn giùm em. CH5 hiện tại nó còn có size 1 cho mấy chị không nha, nhưng mà hiện tại nó mặc là con CH12 là hiện tại nó còn đủ size luôn cho mấy chị á. À, thích con nào mấy chị chọn con màu đó cho mình thích nha. Màu nào lấy màu đỏ giùm em mấy chị ơi, có 89.000 trần trời gì nữa mà không mua về mặt cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em nè, con này chọn giùm em là CH6 giùm em ha. Và cái mẫu này là chị lấy áo xe nào thì chị lấy quần xe đó cho mình nha. CH15 CH15 chị Ahihi nhập khẩu hàng cho đây. 15 em đang cầm nè chị ơi, 15 là màu hồng giùm em nha. 15 là màu hồng luôn cục vàng ơi. Là một con màu hồng nhạt cho mấy chị nha, con này thì rất là ngọt ngào và rất là sáng da luôn cho mấy chị luôn. Phối với quần trắng thì vô tư luôn cho mấy chị nha, cái nào lẻ không cần quần. Coi cho nào hết gọn gàng một tí xíu nữa mua cho mình một cái quần nhỏ đi mấy chị, quần nhỏ bên em là 69.000 một cái nha. Đã đặt, đã mua, đã săn luôn cho ngày hôm nay đó. Thì comment lên cho biết bên em cho bạn đi đơn và kèm sản phẩm tri âm kèm theo cho chị nha. Một áo phân có, hai áo phân có luôn cho mình á. Rồi con này chọn giùm em luôn mấy chế ơi. Con này chọn giùm em là CH15 nha cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là CH15 89.000 luôn giùm em. Xinh lắm mấy chế ơi. Còn mấy 50-60 con là chị chọn size thứ 4 cho chị là vừa rồi nha. Còn chị 42 con là chị chọn size thứ 1 luôn cho giúp em. Có 85 con không em dạy 85 con chọn mà chị cao bao nhiêu nữa. Lên giúp em đúng cái chiều cao phải kèm cân nặng của mình nha. Rồi con này chọn giùm em là CH15 mấy chị ơi. CH15 89.000 luôn giùm em nha. CH15 89.000 luôn mấy chị ơi. CH15 89.000, màu vàng là màu giam nhau, có màu vàng 13. Giống nhà con VH13. Màu 13. 13 nha mấy chị ơi. Màu vàng là CH13 giùm em nha. Trời, có màu vàng đẹp lắm mấy chị. Màu này hiện cũng còn ít size cho mấy chị luôn nha. Trời ơi, màu vàng là CH10, màu xanh là CH10, em xin lỗi, màu xanh là CH10 giùm em nha mấy chị ơi. Màu xanh là CH10, hiện tại còn có size 1 không ạ? CH10 nó còn có size 1 luôn mấy chị ơi, là nó hết trơn rồi đó. Nên chị yêu nào mà ưng mẫu này là mấy chị nhanh tay vào dọn hàng giùm em nha. Rồi 15 là em đang cầm đây, mặc cái 15 cho mấy chị coi ha. Rồi để mặc sang màu khác rồi cho mấy chị xem nha. Mà hiện tại đang cặp là con VH11, VH11, VH10 và con VH và con VH1 luôn cho giúp em nha. 89.000 là một áo luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Quần là 85.000, quần hiện tại đang kia mà các mã số 1 luôn cho mấy chị á. Chị nào đã mặc hung lúa rồi mua thử một con nữa về mặc đi mấy chị, con này rất là xịn sò luôn cho mấy chị rồi nha. Bông là về liên tục luôn cho mấy chị, phải nó về đặt này vào thứ 5 luôn cho mình rồi, như đặt này thì cũng cháy hàng luôn cho mấy chị á. Và hiện tại tại shop là số lượng thì nó không còn nhiều nữa cho mấy chị đâu nha. Còn cái size của mấy chị mà cứ phiền nên đặt nha, chứ chần chờ xíu nào không còn màu nào luôn á. Áo đang mặc, cháu đang mặc là con CM10, nãy đang mặc con CM12 nha. CM12 sẽ là một con đình đen bông hoa hồng luôn cho mấy chị nha. Con nào thích mà tôn da trong dáng hơn nữa thì lấy những con màu là như là con CH12 đồ đó thì rất là sang luôn cho mấy chị nha. Dạng trầm đầu hết em nhiều, đúng rồi, con này bên em sẽ mai theo dạng trầm đầu cổ trên tay dạng nút ngọc và mai theo kiểu truyền thống cho mấy chị nha, rất là xịn sò đi cho chị rồi á. Đây con CH15 nè mấy chứ ơi, em đang mặc là CH15 luôn giùm em nha. 89.000, 16 là màu cam nè cả nhà ơi. Đang vào xem live thì cho em một nút theo dõi luôn nha, để cái nào em phát live lên từ là tự động sẽ thông báo cho mấy chị nha.
Một bộ đang mặc, em một bộ đang mặc là 174.000 đã đang phối với em. Dạ, CH15 một bộ nha. Là 174.000 luôn dùm em. Áo 89.000, quần 85.000 luôn dùm em nha cả nhà ơi. Trời ơi, cái con này nó xinh xỉu luôn á chứ ơi. Con CH16 dùm em nha. Và hiện tại chị nào đang thêm vào giới hàng nữa thì mình cũng có phiền nên đặt không đi với chị đã đặt một con. Cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Chị 57 con vậy, chị 57 con là chị chọn size số 3 cho chị là vừa rồi nha. Còn chị 59 con là chọn size số 1. Trời ơi, con này đẹp quá mấy chị ơi, CH16 giùm em nha. Rồi, con này chị nào lấy chọn giùm em mã là CH16 89.000 luôn giùm em, 40 cho đến 85 con quay đầu nha. Rồi, CH16 mấy chị ơi. CH16 là một con màu cam nha, một con màu cam này hôm qua là bán khá hàng luôn chị, rất dễ thương rồi luôn cho mấy chị nha. Và hiện tại em mặc là CH17 nha mấy chị ơi, em đang mặc là 15 là màu hồng, em có màu vàng nữa nha. Màu vàng là 13 mấy chị ơi, màu vàng là 13 giùm em nha. Em có màu vàng nữa nè, chị nào hết màu vàng thì lấy màu vàng. Cái gì vậy ông? Hoài luôn á, đừng ở đây. Đây, con này chọn giùm em á chứ ơi, con này là 13 nè, còn em đang mặc là 15 nha. 15 sẽ là một con màu đang cầm luôn cho mấy 13 sẽ là một màu đang cầm luôn cho mấy chị nha. 15 là một con màu đang mặc luôn cho mình nha. Trời ơi, con này chọn giùm em là CH7 mấy chị ơi. Đã đặt, cảm ơn chị đặt hàng được đơn nha. Cảm ơn chị đã đặt hàng được đơn nha. Em sẽ kèm sản phẩm cho em kèm theo cho mấy chị luôn nha. Màu hiện tại đang cầm là con CH17 á. CH17 89.000 là một áo luôn cho mấy chị. Ngày hôm nay 40 con cho đến 85 con qua đầu luôn cho mẫu này nha. Con này CH7 đẹp quá mấy chị ơi. Rồi CH7 89.000 luôn giùm em nha. Rồi con này đẹp luôn mấy chị ơi. Con này đẹp luôn giùm em cả nha. Con này chọn mã giùm em là CH16 mấy chị ơi. Cho chị xem con màu đen đi em. Màu đen á đúng màu không đen chị ơi? Có hai con là con CH14 và con CH12 nha. Đây màu đen á đúng không chị ơi? Đây con này là con màu đen là 14 nè. Con hai văn này là 14 nè chị ơi, có hai văn này đẹp nè. Đây con này là con CH14 nè. Đây 14. Con đẹp lắm luôn á chị. 14 thì hôm qua giờ bán chạy nè. Rồi đếm game lại cho chị Vĩnh Châu nha. Rồi con này là 12 nè cục vàng ơi. 12 lẻ mới vừa hai ra cho mình luôn. 89.000 luôn nha mấy chị ơi. Rồi con này chọn giùm em là CH12 nha. Rồi con này là CH9 là cục vàng, coi size của mình còn được cái nào mình lấy nha. CH9. Dạ phải mấy con này chị mua về cho mình mặc, này mua về cho mẹ mặc, mua về cho mình mặc thì cũng được luôn cho mấy chị nha. CH17. Con này là CH17 luôn giùm em nha. Coi giùm em đi, mình ưng được con nào mình lấy con đó. 89.000 một áo, quần 85.000, cả set đan lai là 174 giùm em nha. Trời ơi, cái con có dạng gài nút không em? Dạ không có nha, em đem là dạng bên chồng đầu không, chứ không có gài nút bên nha. Bên em lấy chồng đầu giùm em nhớ chị ơi, bên em là chồng đầu hết nha. Chồng đầu là nó sẽ dễ mặc hơn cho mấy chị rất là nhiều luôn á. Quần bên em là 85.000 một cái luôn cho mấy chị nha. Quần ống động bên em chắc tầm khoảng 40, không quá rộng, nó cũng không quá nhỏ luôn cho giúp em nha. Quần sẽ là có hai màu cho mấy chị là quần trắng và quần đen á. Em nhớ shop bán đồ thun đúng không chị? Dạ đúng rồi, shop bán đồ thun chị. Em bán đồ thun nha. Tất cả các mặt hàng bên em đều là thun hết nha mấy chị ơi. Rồi đang mặc hiện tại cho em là CH15 thun hết. Chị nào mà thích thun một cái là tới nhà Cúc Dũng là bao la mênh mông luôn. Dạ. Cho lấy con 14 vậy chị Dũng Châu, chị biết đặt hàng không? 14 vào giỏ hàng, quần bên em hai màu trắng đen nha mấy chị ơi. Đi ra lấy con 14. Đây quần bên em hai màu trắng đen luôn giùm em nha cục vàng ơi. Rồi 89.000 một áo, quần là 85.000 luôn giùm em nha. Quần hai màu trắng đen nha cục vàng ơi. Quần màu trắng là em đang cầm, đen là em đang mặc. Còn chị Diễm Châu ơi. Rồi. Ủa hơi ơi, ngon không chị mua nữa? Trong nó có cái gì đen đen vậy? Ngon vậy? Rồi mấy chị ơi, con này chọn giùm em là CH14 mấy chị ơi. Rồi CH14 89.000 luôn giùm em mấy chị ơi. CH14 89.000 luôn giùm em nha. CH14 89.000 luôn mấy chị ơi. CH14 89.000 luôn giùm em nha. Quần là 85.000, cả set đan lai là 174.000 nha. Đây chị ơi, chị Diễm Châu ơi, chị biết đặt đơn không chị? Chị không biết chị nói đi, bên em hỗ trợ cho mình nha. Còn mình biết thì mình cứ vào dọn hàng nha. Chị không thấy đây em hướng dẫn cho mình nha cục vàng ơi. Ê ngon lắm á. Đây chị ơi, chị nhấp vào giỏ hàng đúng không? Cái mẫu em đang like là em đang ghim là chị bấm vào chủ mua giùm em. Sau đó chị nó chưa hiện ra nên chị bấm vào chủ mua ngay. Ngon á thầy. Rồi 1 nè, 2 nè, 3 nè, con 14 của chị nó nằm ở dưới dòng thứ 2 điểm lên.
Đây con 14 nè, rồi kéo xuống chọn size, mặc size nào chọn size đó giùm em ơi chị Diễm Châu ơi. Rồi chị bấm vào chữ mua ngay giùm em. Điền thông tin của mình ở trên này, kéo xuống tích vào phần thanh toán khi nhận hàng, bấm vào đặt hàng giùm em nha. Rồi chị Diễm Châu ơi, vô giỏ hàng coi lại, tại vì con 14 này em đã hết một size rồi đó cục vàng ơi, gán vô giỏ hàng lấy đi cục vàng. Nó chị tranh thủ vào giỏ hàng giùm em nha, để nó hết rất là uổng luôn á chị ơi. Rồi đang mặc hiện tại nè, em đang okay, mặc nè, từ dòng dưới điểm lên là dòng thứ hai, từ dưới điểm lên là dòng thứ hai á chị ơi. Yên tâm đi mấy chị, nói chung là tất cả các mẫu mà em like cho mấy chị xem là đương nhiên là nó sẽ có trong cái giỏ hàng em mới like được cho mấy chị nha. Mình cứ điệp mình cứ phiền nghe cái mã thôi mấy chị, chứ đừng có xem cái màu, cái màu là nó không có giống đâu. Một ơi, là có khi quá. Nó sẽ bị đậm hơn, hai là có khi là nó vô sẽ bị nhạt hơn á. Nó không có bị giống. Trời ơi, con size H14 này nó đẹp lắm, em hết trơn luôn rồi đó cô vàng ơi. Con 14 thì em hết sơn size 3 rồi đó, chị nào lấy thì lấy giùm em nha. Đây cái form của nó đúng xịn luôn mấy chị ơi, con size H14 nè. À, hiện tại cái mẫu này là nó đã lên đặc sắc luôn cho mấy chị rồi nha, nhìn vào là mấy chị sẽ thấy liền luôn à. Trời ơi, size H14 giùm em giá 89.000 luôn mấy chị ơi. 89.000 một áo quần là 85.000, cả set đang like là 174, form của nó là khỏi chê khỏi bàn luôn mấy chị ơi. Rồi size H14 chị Diễm Châu ơi, bao giỏ hàng coi giùm em có đặt được không giờ nha. Diễm Châu thôi mấy chị, mình có điểm mã thôi chứ mình đừng có nhìn cái còn nào em đang nha. Mặc là có chữ song hỷ nữa cả nhà ơi. Em đang mặc là có chữ song hỷ nữa, nó sẽ là size H15 nha. Em đang mặc là CH15 mấy chị ơi. Chị xem màu là nhiều khi là nó sẽ không có giống đâu. À, bộ luôn là bao nhiêu em nhà, bộ luôn là 174.000 thôi mà chị nào đã có quần đen quần trắng nha rồi thì khỏi cần phải mua quần nữa thì cũng được nữa nha. Rồi. CH1 mấy chị ơi, cái xanh đen nha. Con này là xanh đen là CH1 giùm em. CH1 xanh một, con này xanh đen luôn cho mấy chị nha. Hiện rồi, tại mẫu này hiện tại sai nhé. CH3 cũng sẽ là một cái màu đang cầm luôn cho mấy chị nha, là màu tươi hơn nha. Phối với quần trắng được không em Phu Tư? Mấy chị phối với quần đen cũng được mà mấy chị phối quần trắng thì cũng ok luôn cho mấy chị nha. Vì mẫu này là áo lẻ không cầm quần mà. Rồi con này chọn giùm em là CH3 mấy chị ơi, CH3 89.000 luôn giùm em nha. Áo xe nào quần xe đó hả em? Nhận đúng rồi, chị lấy áo xe 1 thì chị lấy quần xe 1, chị lấy áo xe 2 thì chị lấy quần xe 2 cho mình nha. Sắp cuối tuần rồi mấy chị ơi, nên chị nào mà ưng là nên chốt nha cả nhà. Có lễ này mấy chị mua áo mặc ba đi chơi rất là hợp luôn cho mấy chị, nhất là sang. Rồi con này chọn giùm em là CH7 giùm em, CH6 hả? CH6. Rồi con này là CH6 mấy chị ơi, nền đen hoa đỏ là CH6 giùm em nha. 89.000 một con luôn giùm em, 40-85 quay đầu nha. Rồi chị Diễm Châu ơi, vô giỏ hàng thấy chưa cục vàng ơi. Chị đã đặt một con, cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Bên em kèm sản phẩm chưa đông cho mấy chị nha. Khi nào nhận hàng được em giải tập 1-2 ngày thôi à. Hôm nay em thấy lần hôm qua mấy chị đặt con này là hôm nay mấy chị nhận hầu như đã hết rồi đó. Nó nên đẹp thì nên mua thêm nha chị ơi. Rồi con này CH2 giùm em. CH2 cũng sẽ là một con màu hồng cho mấy chị nha. CH2 là một con màu hồng. Cái màu nó xinh gì đâu á cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là CH2 luôn mấy chị ơi. Rồi CH2 luôn giùm em. CH2 89 xuống. Trời ơi, con này chọn giùm em là CH2 luôn mấy chị ơi. Con này chọn giùm em là CH2 89.000 luôn giùm em nha. CH2 89.000 luôn mấy chị ơi. Rồi, còn em đang mặc là CH15 nha. Mà hiện tại đang mặc là con CH15 luôn cho mấy chị nha. CH15 89.000 áo luôn cho ngày hôm nay, 40 con cho đến 85 con quay đầu luôn cho mẫu này nha. 85 quay đầu mấy chị ơi. Rồi, con này đẹp luôn giùm em mấy chị ơi. Con này đẹp luôn giùm em là CH3. Dạ, con chị Diệm Châu ơi, chị lên đây đơn chị thành công chưa? Đây chị CH15 một với quần đen nha, chị đặt rồi, cảm ơn chị Lê Ngân nha. Trời ơi, cảm ơn chị Lê Ngân đã lên đơn thành công nè. Miễn mình đặt đồ, hồi nãy mình có đặt quần không? Hồi nãy chị đặt một áo một quần thì em giao một áo một quần. Còn chị đặt một cái quần không này mà giao cho chị một cái quần nha. Nãy chị có đặt quần không? Nếu mà chưa đặt quần thì đặt quần giùm em nha. Chị đặt quần chưa? Chị đặt quần cái quần chưa, mình phải nhớ đặt thêm cái một cái quần nữa nha. Vì cái này là áo lẻ không cần quần nha. Hình như em thấy chị có một đơn áo lẻ, cục vàng ơi, chị đặt cái quần chưa? Chị đặt quần chưa? Phải đặt quần nha, nhớ đặt quần giùm em nha. Rồi quần 85.000 hai màu luôn mấy chứ, trắng đen giùm em nha. Ủa CH15 đẹp quá. Yên tâm đi mấy chị, cười chị Liên Ngân ơi, nãy chị có đặt cái quần không vậy? Nãy chị thấy mấy chị có cái đơn áo không à? Một bộ bao nhiêu ạ? À? Dạ một bộ là 174.000 luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Mình phải xem cái phần thanh toán của mấy chị nha. Dạ, chị đặt được rồi, cảm ơn chị Diễm Châu luôn nha. Dạ, chị Lê Ngân ơi, hình như em thấy chị có một cái áo không có cái quần luôn á, phụ vàng ơi. Trời mấy chị ơi, mình đặt đơn là mình phải kiểm tra coi đơn hàng của mình có thành công hay chưa nha mấy chị ơi. Dạ. Anh em dạy cảm ơn chị nha. Trời ơi, có gì không biết nói em hỗ trợ cho. Trời ơi, mấy chị mua hàng em còn cảm ơn mấy chị nữa.
yên tâm, nếu mấy chị mà lỡ khi nào không biết à, mình không đổi cho nó nữa mà cái việc comment lại đi, bên em hỗ trợ cho đến khi nào mấy chị đặt hàng được thì thôi nha. Thì muốn đặt hàng mình đặt không được thì rất khó luôn á. Còn chị gì nè, chị Lan ngon ơi, cục vàng ngon, vô dò hàng kiểm tra lại, em thấy chị có một cái áo thôi, em chưa thấy cái đơn quần của mình nha, kiểm tra lại kỹ giùm em để mất công lắm nha cục vàng ơi. Để mất công em giao tới nó có cái quần á chị ơi, rồi mất công mình không có cái quần mình mặc rồi mình mất đợi thêm thời gian để mình mặc nữa. Áo đang mặc bao nhiêu con phù em dạ 40 con cho đến 85 con bắt đầu luôn cho mấy chị nha. Còn mà chị nào không biết thêm vào giá hàng thì mình đặt một đơn áo, một đơn quần riêng lẻ nha đi mấy chị, và hai đơn liên tục nha. Là tự động sẽ dồn đơn vào cho chị. CH3 giùm em mấy chị ơi. Rồi con này chọn giùm em là CH3. CH3 89.000, con này là CH11 mấy chị ơi. Con này chọn giùm em là CH11 nha cả nhà. Form này đẹp lắm. Size lớn nhất bên em là bao nhiêu vậy? Size lớn nhất bên em là 85 con là tới size 5 đồng nha. Như thế này lấy hai con đi, chọn chị Diễm Châu lấy thêm con nó đi, con 12 nó đẹp lắm chị ơi. Đúng rồi mấy chị, vì một lần mua thì một con lần mấy chị đúng xếp lấy cho luôn chị hai con đi chị, xếp gì nữa hồi. Dạ, thường ngày xăng là đã 165 rồi mà hôm nay giá tốt như thế này, chị Diễm Châu ơi lấy thêm đi cục vàng ơi. Lấy thêm đi mấy chị. Đây con này chọn giùm em luôn mấy chứ ơi con. Ủa, con này có sợ đu vô cao thảo tao mệt lắm. Vậy hả? Cái đá chắc hơi lạc á. Ủa, con méo nó dịu lại á. Đây con này CH12 luôn mấy chị ơi. Con này chọn giùm em là CH12 89.000 luôn giùm em nha. CH12 89.000 luôn mấy chị ơi. Quần là 85.000 luôn giùm em nha. Hôm nay bông đẹp quá trời luôn á cả nhà. Rồi con này chọn giùm em là 12 nha mấy chị ơi. Con này chọn giùm em là CH12 luôn giùm em nha. Rồi CH12 89.000 luôn mấy chị ơi. CH12 89.000 luôn giùm em nha. 40 cho đến 85 cân độ về giùm em là mặc đẹp luôn. Rồi chị nào đang vào tim lai ưng em đang mặc nữa thì mình nhanh tay nhấp vào dò hàng nha cả nhà. Không biết cứ comment giùm em là em ơi chị không biết hay gì đó, bên em sẽ hỗ trợ cho mình luôn. Còn chị nào đã đặt đã săn được rồi báo cho em biết nha. Trời ơi cổ tim tay dài nút ngọc luôn mấy chị ơi. Cổ tim tay dài nút ngọc luôn giùm em nha. Đây rồi CH14 đúng không cục vàng ơi, đây CH14 nè chứ ơi. Đây 14 nè cục vàng ơi, CH14 em đang cầm nè. Rồi CH14 luôn giùm em nha. Thì uống một đống nước thì trời. Từ ngày sao mày uống luôn á. Sao mà không có uống được. Đây CH14 kêu qua tầng nghiệp. PH15 size lớn à, có size lớn không? Có size 5 á chị ơi. PH15 em đang mặc là 85 cân là size lớn nhất có cục vàng ơi. Chị cao bao nhiêu nặng bao nhiêu á chứ yêu. Chị cao bao nhiêu nặng bao nhiêu. Rồi con này chọn giùm em luôn nè. Con này chọn luôn giùm em là CH14. CH14 sẽ là một con màu đang cầm luôn CH nha. Rồi con chị gì nè, chị 7151 là chị ơi vào dò hàng nha. CH14 này em còn ít nè, nó chỉ còn có 1245 thôi. Đó. Rồi VH15 này em có xe lớn nha, tranh thủ vào dò hàng mấy chị ơi. Mấy con này là hôm qua giờ em like là nó muốn hết rồi đó. Còn chị Nga Nguyễn ơi, VH15 mình chỉ có nhắc vào cái hàng mình chốt nha. Lên chiều cao càng quan nặng của mình là được rồi, chị bên em làm phí thun mấy phần kia thì mình hỏi lên thì cũng được nha. Còn cái này là bên em làm phí thun á. Rồi 89.000 áo quần 85.000 luôn mấy chị ơi. Cả một set đang la là 174.000 luôn giùm em nha. 174.000 luôn giùm em là cả set đang la nha cả nhà ơi. Rồi mình đi vào team line mình tương tác cho giùm em CH3. CH15 sẽ là một con màu đang mặc luôn cho mấy chị nha. Chị đã đặt một con, cảm ơn chị đặt hàng đơn nha. Trời ơi con 14 cưng lắm nha. Chị nào lấy 14 thì mấy chị cứ vào dò hàng giùm em ha. Rồi chị Nga Nguyễn, chị 71 chị nào còn vàng ơi vô dò hàng coi thử giùm em nha. Rồi CH15 là em đang mặc luôn, form rất là dễ thương nha mấy chị ơi. Từ 40 cho đến 85 nó là màu hồng nhạt luôn giùm em nha. Đã đặt hai con, cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Rồi cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn luôn giùm em nha. Rồi đang mặc là CH15, chị nào lấy 15 nữa thì vào dò hàng luôn giùm em. 89.000 một áo quần, 85.000 luôn nha mấy chị ơi. Mà chị nào ở nhà mình đã có quần màu mà giống giống cái áo đang mặc như này là mấy chị lấy cái áo về mua cái áo về phối thì cũng được luôn cho mấy chị luôn nha. Phi và ba thì rất là dễ phối đồ luôn cho mấy chị, mặc có quần mà tuyệt tuyệt thì phối ok luôn cho mấy chị luôn á.
Rồi, CH16 có 85 con không? Có luôn chị ơi, thay năm luôn giùm em nha, 16. CH16 có con nào nó cũng có size 5 hết mấy chị yên tâm. Đồ bên em có size mà từ 40 cho đến 85 con quay đầu, 85 cứ chọn size 5 giùm em làm mặc đẹp nha. Đây, và con này mấy chớ ơi có độ co giãn mềm mình cho em luôn. Đây CH15 nè cục vàng ơi. CH16. CH16 sẽ mặc màu đang cầm luôn cho mấy chị nha. Chị Liên Hoa nhắc vào cái hẹn chốt luôn, nhưng mà con CH16 của mấy chị đi chị. Chị nào ưng mấy con này thì nhanh tay vào dọn hàng giùm em để nó hết uổng lắm mấy chị ơi. 89.000 một áo, quần là 85.000, cả set đang la là 174.000 luôn nha mấy chị ơi. Còn đã đặt, tay vào. Cảm ơn chưa đặt hàng được đơn luôn nha. Lấy cho chị một bộ một máy 62 65 con là chị chọn size số 4 luôn cho chị là vừa là đẹp rồi nha. 52 con thì chị chọn size số 2 cho mình á. Tư vấn sao cho mấy chị rồi là chị có vừa và có đẹp thôi nha. CH16 sẽ là một con màu đang cầm cho mình, nhưng mà hiện tại đang mặc là con CH 15 nha. Rồi con này chọn giùm em là CH16 mấy chị ơi. CH16 89.000 luôn giùm em nha. CH16 89.000 luôn mấy chị ơi, xinh quá. Và cái này là phối áo lẻ và quần lẻ cho mấy chị nha. À, một con bao nhiêu xịn em, và một con là 89.000 thôi mấy chị, quần là 85.000 luôn cho mình nha. Quần hiện tại là kim là cái mã số 1 cộng 2 màu cho mình đó là quần trắng và quần đen nha. À một mấy 60 à, chị cao một mấy 6 mà chị 65 con lén nhắc thôi, chị chọn size số 4 cho chị là vừa rồi nha. Rồi con này đẹp quá mấy chị ơi. Rồi con này chọn giùm em nha. Con này chọn giùm em 48 kg là size 1 nha cô Diện ơi. 48 kg là size 1 giùm em nha. Chị rồi ai con vừa này đi giờ này nhắc thôi, hẹn chị chọn size 1 cho chị là vừa rồi nha. Đâu. Rồi chị gì nè, chị ơi, chị Lê Hoa, chị Nga Nguyễn nè, chị gì đó, chị ơi vô giờ hàng đặt được chưa? Để ngồi mấy chị đặt không được rất là uổng nha cả nhà. Nói chung là hàng bên em phải là hàng có sale có số hết luôn cho mấy chị luôn nha. Từ áo lẻ hay là quần lẻ đều là có sale luôn cho mấy chị luôn. Vì vậy mà chị nào muốn đặt hàng cá bộ là chị lấy một cái áo thì chị lấy áo xe nào thì chị lấy quần xe đó luôn cho giúp em nha. Vì áo và quần đều có cùng thì nó đều một cùng một size như nhau á. Quần áo bao nhiêu em? Dạ quần ống em chắc tầm khoảng 30 luôn cho mấy chị nha. Chắc quần không có động nó cũng không quá nhỏ luôn cho mấy chị, nói chung là vừa vặn cho mấy chị cực kỳ luôn. Áo đang mặc, áo đang mặc là con CH15 cho mấy chị nha. CH15 là một con hồng nhạt nha. Rồi đếm kim lại cho mấy chị lần nữa nè. Nghe phật cái chứ mua đi mấy chị là tự động nó sẽ hiện cái chị nào đang vào xem like mình tương tác lên giùm em nha cả nhà ơi. 199.000 luôn giùm em lộ mới chơi. 174 luôn giùm em, áo 89 quần 85.000 luôn giùm em nha. Ôi chị Lê Hoa rồi ơi, chị đặt hàng được chưa? Nếu chị không biết chỗ nào nữa mà cứ việc comment lại cho em biết, với năm hỗ trợ là luôn cho mấy chị đặt hàng nha. Hàng là hàng đã có sao số hết rồi mà cứ việc yên tâm, nếu mấy chị lỡ cái trường hợp không vừa vẫn hỗ trợ đổi cho mấy chị trong vòng 3 ngày luôn. Dạ. Rồi con này đẹp lắm. Chào sếp giám sở chị Ngọc Anh nha. Hello chị Ngọc Anh nha cục vàng ơi. Rồi con này chọn luôn giùm em. CH14, CH15 cao 1.663 con là size số 3. Chị size chọn 3. Bức là chọn size 3 rồi nha. Size 3 giùm em nha, size 3 14 là hết trơn rồi đó chị ơi, nó chỉ còn có 15 thôi. Nó chỉ còn 15 thôi, còn 14 thì nó đã hết trơn size 3 rồi. Chị đổi size màu khác giùm em được không? Size 3 của chị bây giờ nó đã hết rồi cục vàng ơi. Rồi 89.000 một áo, quần 85.000 luôn mấy chị ơi. Dạ quan trọng là chị quan trọng là chị chẳng biết ơi, chị biết đặt hàng không á? À, cho em mình hỏi chất liệu phải gì? Dạ con này chắc phải bên em sẽ phải thun lưới cho mấy chị nha, phải thun lưới coi dạng thoải mái xịn sò luôn cho mấy chị luôn nha. Nhưng mà con phải thun lưới này thì nó không hề bị mỏng cho mấy chị luôn. Chị nào chưa từng mặc thun lưới mua thử trước một con thì mặc đi mấy chị, nó không làm cho mấy chị thất vọng đâu nha. Đó là thun lưới sao làm chị nhầm hàng y chang. Rồi đang mặc là CH15 89.000 luôn giùm em nha. CH15 89.000 một áo luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Đặt hàng cứ nhắc vào cái hàng tranh thủ mình đơn luôn cho giúp em. Bên em sẽ tranh thủ đơn sớm nhất có thể luôn cho mấy chị nha, là tầm ngày mai hoặc mốt thôi là mấy chị sẽ. Rồi chị ơi Trần Bích ơi. Rồi chị nào đi vào xem like tranh thủ nha mấy chị ơi. 89.000 và đang mặc hiện tại cho em là CH15. CH15 89.000 luôn giùm em nha. 89.000 là chỉ có mức giá ở trên line này cho mấy chị thôi nha. Vì vậy mà trên là hiện tại chị đặt hàng nữa, tranh thủ mình đặt luôn cho mình con thì mặc đi mấy chị. Rồi chị nào lấy em đang mặc nữa thì vào dọn hàng, em đang mặc hiện tại cho mấy chế là CH15. Rồi đếm ghim lại cho mấy chị rồi, em hướng dẫn lại cho mấy chị luôn cho mấy chị đặt hàng nha. Còn quan trọng là mấy chị biết đặt hàng không á. Rồi con này đẹp quá cả nhà các em ơi. Rồi con này chọn giùm em nè mấy chế ơi, nó sẽ là con nền đen nha. Rồi nền đen hoa đỏ là CH6 luôn giùm em. CH6 sẽ một con nền đen hoa đỏ luôn cho mấy chị nha. Và mà hiện tại đang mặc là con CH15 nha. CH15 89.000 áo luôn cho mấy chị. Ngày hôm nay 40 con cho đến 85 con qua đầu luôn cho mấy chị á. Rồi con này đẹp luôn mấy chị ơi. Con này chọn giùm em nha. Con này đẹp luôn giùm em. Nó sẽ là con mã CH nha cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là CH7 cả nhà ơi. CH7 89.000 luôn giùm em nha. Rồi CH7 89.000 luôn. Áo chị đang mặc mã nào đang ghim mấy chị ơi, để em ghim lại cho. Em đang like làm có đang ghim mấy chị ơi, để em ghim lại cho mình nha. Rồi đếm ghim lại cho chị nha.
Còn nó hiện lên chỉ mua rồi chị nhấp vào cái chỉ mua đi là chị nhấp vào cái chỉ mua là tự động nó sẽ hiện cái màu và cái bán sale lên cho chị thôi nha. Rồi em có rim lên rồi chị ơi, vào giỏ hàng coi lại giùm em nha. Rồi 89.000 CH luôn giùm em á chị ơi. Con này chọn giùm em nè. CH 7 giùm em nha. Rồi 72 con là size 5 á chị Thí Diễm ơi. Chị Thí Diễm chọn size 5 giùm em nha. Rồi chị Thí Diễm ơi chọn size 5 giùm em nha. 72 cứ lấy size 5 giùm em làm mặc vừa nha. Ôi chị Ngọc Anh ơi, chị cao mà chị nặng bao nhiêu lên chiều cao và chị kèm có nặng của mình nha. Còn chị Thiếu Diễm này chị chọn size 5 cho chị là vừa là đẹp rồi á. Còn chị Nguyễn Nhi ơi, mới ghim lại cho chị rồi nha, có 89.000 thôi à. Cái mã hiện tại để chị đã ghim ở đây sẽ là cái mã đăng like á. Rồi con này đẹp luôn mấy chị ơi, trời ơi con này là CH13 giùm em nha cả nhà ơi. Rồi đầu tiên cái phiên like này mình tìm 10 chấm chấm vào màn hình nuôi cho mình nha, chia sẻ phiên like cho bạn bè người thân có phòng vô cùng em không thấy mẫu y vậy màu khác không mà đây em hướng dẫn cho biết sao. Một phần là trong giỏ hàng cái màu nó khác, chị thấy con CH 15 không, lại trang em đang mặc nó là màu hồng nhạt nha, để bạn hướng dẫn cho mình nha cục vàng ơi. Rồi con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi. Em đang mặc hiện tại cho mấy chị là CH15 nha cả nhà, 89.000 một áo luôn giùm em đây. Em hướng dẫn cho mình nha cục vàng của em ơi. Đây con này là mẫu em đang like nè, bấm vào chủ mua giùm em nha. Nó hiện ra con giác 15 nó nằm ở đây nè cục vàng ơi. Hoặc là em đang mặc nè, em đang mặc ở trong giỏ hàng nếu mà nó đậm hơn á chị ơi, nhưng mà bên ngoài nó là màu hồng nhạt giùm em nha. Bên ngoài của nó là màu hồng nhạt nha cục vàng các em ơi. Rồi 89.000 luôn giùm em nha cả nhà. 89.000 một áo luôn giùm em nha. Chị Nguyễn Nhi ơi vô giỏ hàng coi lại giùm em nha. Nó nằm ở dòng cuối cùng luôn á cục vàng ơi. Rồi 89.000 luôn mấy chị ơi, 89.000. Rồi xem chưa mấy chị ơi. Rồi đang mặc hiện tại cho mấy chị nè. Đang mặc hiện tại cho mấy chị là nó sẽ là con mã CH15 nha mấy chị ơi. Rồi mình đi vào xem like mình tương tác mình tim lên giùm em nha cả nhà ơi. Rồi con này luôn mấy chị ơi, con này chị Nguyễn Nhi ơi, em đang mặc là 89.000 nha cục vàng ơi. Tranh thủ vào giỏ hàng vô giỏ hàng thấy chưa chị Nguyễn Nhi. Chị Nguyễn Nhi ơi em cho chị xem lại con H13. Đây 13 là giống em đang mặc, nó chỉ khác màu thôi. Mình kiếm từ từ thôi mấy chị, có em mới là được, không có là không có được đâu mấy chị. Nè chị ơi 13 là em đang cầm trên tay đây. Rồi mới kim lại cho chị lần nữa rồi á. Mà hiện tại đang cầm là con CH13 cho chị nha. Con CH13 luôn cho giúp em nha. 89.000 thôi. Trời ơi, cái màu nó đúng cưng luôn mấy chế ơi. Cái màu nó đúng yêu cho mấy chị luôn nha. Rồi con này là 13 giùm em nha. Còn em đang mặc hiện tại là CH15 luôn cả nhà ơi. 89.000 một áo cho nha. Cho mình xem coi CH15 đi. Sắc 15 đang mặc nha. 15 đang mang mặc mà. 15 trong giỏ hàng cái màu nó đậm quá mấy chế. Con 15 lái màu ở trong cái giỏ hàng nó sẽ hơi đậm một chút xíu so với bên ngoài, nhưng mà nhận hàng sẽ là hàng đăng like, mà cứ yên tâm nha. Nhận hàng thì giống y chang con hàng đăng like thôi à. Vì hàng này nhận là hàng chụp tới sớm không à. Like bằng phần là trực tiếp luôn cho mấy chị rồi nha, mà cứ yên tâm đúng chị. Nếu mà hàng không có đẹp thì không thể nào dám like trực tiếp như vậy cho thấy luôn cho mấy chị đâu, mà cứ yên tâm chắc phải bên em nha. Rồi mấy chị ơi, con này chọn giùm em là CH13 cả nhà ơi. Rồi con này chọn cái gì mà xong xong. Trời ơi con này đẹp quá mấy chị ơi, CH13 luôn giùm em nha. Rồi CH13 89.000 luôn giùm em mấy chị ơi. Con CH13 89.000 một áo luôn cho mấy chị ngày hôm CH15 là màu đang mặc chứ. Con CH15 89.000 áo luôn cho mấy chị ngày hôm nay, 40 con cho đến 85 con qua đầu luôn cho cái mẫu này, mấy chị sẽ mặc vừa và mặc đẹp nha. Rồi, đang mặc là CH13 mấy chị ơi. Đang mặc là CH13 89.000 luôn giùm em nha. 89.000 CH13 luôn mấy chị ơi. Đây 13 là chị nào coi 13 em nay em dơ lên lại cho mấy chị coi được nha cả nhà ơi. Rồi, chị nào đã săn, đã mua, đã đặt được rồi comment cho em biết em lên đơn thành công và có kèm sản phẩm cho mình luôn nha. Một áo phần có kèm sản phẩm cho mấy chị, hay áo phần có và áo phần có cái số lượng đặt càng nhiều cái thằng và cái sản phẩm kèm tri ân thì cho mấy chị càng nhiều luôn nha. Mà hiện tại đang cầm là đang mặc là con CH15 á, còn mà hiện tại đang cầm là con CH12 cho mấy chị nha. Trời ơi con này đẹp quá mấy chị ơi. Rồi con này là 13, còn em đang mặc là màu hồng là 15 nha. Chị nào lấy 15 thì vào giỏ hàng giùm em. 13 là màu vàng, đang mặc màu vàng cho mấy chị coi nha. Màu vàng, màu hồng hay là màu nào cũng đẹp hết trơn cả nhà ơi. Màu nào cũng đẹp và màu nào thì nó cũng xinh luôn cho mấy chị nha, là mỗi màu là mỗi có vẻ đẹp riêng hết luôn cho mấy chị luôn rồi á. Vì vậy mà mấy chị cảm thấy con nào ưng với mình thì mấy chị có việc nên chốt thôi nha, phải nên chọn thôi mấy chị. Vì hàng đi hàng cực kỳ là nhanh luôn cho mấy chị luôn rồi nha. Dạng trong đầu thấy em nhiều đúng rồi, con này bên em sao là dạng trong đầu luôn cho mấy chị nha. Phải mai theo kiểu truyền thống luôn cho mấy chị luôn, là dạng cổ tim ta dạng nút ngọc luôn cho mình nha. Nút bên em sẽ đóng hoàn toàn hết là trực tiếp luôn cho mấy chị rồi mà không lo sợ bị rớt nút luôn nha.
Và cắt phải bên em mấy chị nó hay được một cái là mình giặt tay cũng được, mà giặt máy là vui tươi thoải mái luôn cho mấy chị nha. Và không lo sợ bị nhăn, không lo sợ bị nhào luôn cho mấy chị á. Và chắc phải thì nó cũng không hề bị mỏng luôn cho mình nha. Chắc phải không có mỏng mà nó cũng không quá dày luôn cho mấy chị nha. Những cái trong thời tiết nóng được như thế này là không thể nào thiếu những con thun lưới cực kỳ là xịn sò nữa. Trời ơi mấy chị ơi, cái màu vàng nó cũng xinh nữa cả nhà ơi. Đó, một con áo như thế này mà 89.000 tin được không cả nhà ơi. Quần là 85.000, cả set online là 174.000 luôn giùm em nha. Rồi, chị nào ưng được em đang mặc thì nhanh tay vào dọn hàng nha cả nhà ơi. 89.000 một áo, quần là 85.000 luôn giùm em nha. Rồi, đang mặc là CH13 cả nhà ơi. Còn cái bộ đang chưa ưng như này luôn cho mấy chị là 174.000 thôi nha. Màu của đồ 13 như thế này mà chưa đạt tới 100.000 luôn, chưa đạt tới 200.000 luôn cho mấy chị á. Mà đã có quần rồi thì khỏi cần phải mua quần nữa thì cũng mua được luôn cho mấy chị nha. Thì con này áo lẻ. Rồi con này chọn luôn giùm em mấy chứ ơi. Con này đẹp luôn giùm em nha. Rồi con này đẹp luôn giùm em là CH15 cả nhà ơi. CH15 89.000 luôn giùm em nha. Cổ tim nút ngọc tay dài luôn giùm em cả nhà. Cổ tim nút ngọc tay dài luôn giùm em nha. CH13 89.000 con này chọn giùm em nè. Con này chọn giùm em là CH14 nha cả nhà. CH14 là một con lình đen hoa phân trắng cho chị nha. Con này thì rất là sáng da luôn cho mấy chị nha. Chị nào mà đang tìm kiếm một con dễ mặc và dễ trang cũng điểm cho mấy chị là không thể nào bỏ qua được hai con lình đen rồi, nha. Rồi con này chọn giùm em là CH16 nha. Con này chọn giùm em là CH16 á chị ơi, 89.000 luôn giùm em nha. Mẫu này da chị hơi ngay mặt được không? Vô tư thoải mái nha. Vô tư giùm em nha. Trời ơi, cái con 16 này nó xinh quá mấy chị ơi. V33 thì này là dạng tay dài mà mấy chị nó rất là dễ mặc luôn cho mấy chị nha. Dễ trang khuyết điểm cho mấy chị cực kỳ luôn á. Còn chị nào mặc bắp tay là cũng có thể trang khuyết điểm luôn cho mấy chị nha. Rồi, con này chọn giùm em là CH16 mấy chị ơi. CH16 89.000 luôn giùm em nha. CH16 89.000 một áo luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Da màu hiện tại đang cầm là con CH7 là một con lình đen hoa đỏ. Còn thì màu hiện tại là con CH11 luôn cho mấy chị nha, cũng sao là một 11. Con lình đen hoa vàng á. Áo ra mặt vừa công nha, vừa chứ quan trọng là chị cao mà chị nặng bao nhiêu nữa, đương nhiên là nó sẽ phù hợp với chị nha. Vừa nha mấy chị ơi, quan trọng là lên chiều cao cân nặng giùm em đi. Rồi 89.000 mấy chị ơi, chị nào lấy em đang mặc chọn giùm em là CH15 mấy chị ơi, CH15 89.000 luôn giùm em nha. Trời ơi mấy chị ơi, cái nền đen hoa vàng giùm em nha. Nền đen hoa vàng là CH11 mấy chị ơi. Rồi CH11 luôn giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em là CH7 nè. CH7 nè mấy chị ơi, CH8 là con màu xanh luôn giùm em nha. CH8 là màu xanh mấy chị ơi. CH9 luôn giùm em là nền đen hoa hồng màu trắng luôn giùm em. CH9 nè cả nhà. Trời ơi, CH12 nè mấy chị ơi. CH12 89.000 luôn giùm em nha. CH12 89.000 luôn mấy chị ơi. À, size M dạy cho bên em là size số và size mẫu của chị Hương là size 2 đúng không? SML là size 2 cục diện ơi, nhưng mà kỹ hơn nữa lên chiều cao cân nặng giùm em đi. 38 cân mặc đồ không đồ rồi đó chị ơi, nhưng mà nó rộng nha. Rộng đồ thì chịu khó về nhấn hai cái bên vô giùm em, tại vì đồ bên em làm 4 bên lận, hai bên trước và hai bên sau. Về nhấn hai cái bên này vô giùm em tí, tại vì nếu như mà chị 36, 38 cân á là nó sẽ bị gọn mất cục diện ơi. Nó nên chị giờ chị bóp giùm em nha, nó rộng thì không nhiều nhưng mà để mà nó đẹp thì phải ôm vô chút xíu nó nhìn nó sẽ có duyên hơn. Rồi, 89.000 một áo và đang mặc là CH15 cả nhà ơi. CH15 là một màu đang mặc cho mấy chị nha, phối với quần đen cũng được, phối với quần trắng thì cũng được cho mấy chị nha. Đi quần đen, quần trắng như vậy nó cũng sang hết trơn đó cả nhà ơi. Quần bên em có 85.000 thôi, lưng bạn để em ghim lại trên giỏ hàng cho mấy chị nha. Rồi, quần hai màu trắng đen luôn giùm em, lưng bạn kèm túi luôn giùm em nha cả nhà ơi. Còn chứ nào hiện tại đang vào xem live vẫn tìm mình tim và chấm chấm vào màu hình luôn cho mình nha. Rồi hiện tại cái mẫu này lại mới ghim lại cho mấy chị rồi nha. 89.000 áo luôn cho mấy chị ngày hôm nay, 40 con cho đến 85 con bắt đầu luôn cho mấy chị thôi à. Quần 85.000 luôn giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em là CH9 luôn giùm em nha. CH9 cũng sang một con nền đen hoa trắng luôn cho mấy chị nha. CH9 sang xịn sò luôn cho mấy luôn cho mình á. CH14, CH15 hai áo có miệng ship không? Dạy chơi với ship không? Em đang thấy được miệng ship á. Chị nữa nha. Quan trọng là chị có biết vô dọ hàng không? Nếu như mà chị biết vô dọ hàng, em thấy hai con mấy chị mua có 174.000 hoặc là 178 nó còn được giảm thêm 400 cành nữa cục vàng ơi. Chị biết vô dọ hàng không? Chị biết vô thì chị vô dọ hàng chị coi giùm em nha. Nó nếu còn, chị không biết một cái việc comment nên cho em biết đi chị còn không biết thì mình. Chị nói đi em hỗ trợ cho bạn chị cho mình đặt hàng nha. Còn vậy với em ơi, tại vì em đang thấy mấy chị mua có 140 nó 140 nè, 160, 180 giá nào cũng có được miễn ship mà còn được hỗ trợ nữa. Tại vì một áo là phí ship cao thì mấy chị lấy giùm em hai cái ship, thì hôm nay em thấy mấy chị mua có không cao lắm, có 4 cành, 5 cành, 6 cành thôi cục vàng ơi. Chị vô dọ hàng chị coi thử giùm em nha.
Trời ơi, cái con 15 này nó đẹp, 13 nó đẹp xuất sắc luôn mấy chứ ơi. Một con màu vàng có chủ song hỷ luôn dùm em nha. Vì phần ship hay không thì bên em không hỗ trợ cho mấy chị nha. Mấy chị cứ nghĩ đi một áo mà 169 ngàn là được hỗ trợ, còn 89 ngàn thôi à. Bên tranh thủ lấy cái áo là phải chung lưới dùm em nha. Ship không có nhiều trời ơi á. Cái áo này phải chung lưới đẹp lắm mấy chứ ơi. Chung lưới có dạng mềm mình luôn dùm em nha. Rồi con này chọn dùm em là CH10 cả nhà ơi. Rồi mấy chị thấy con hương lưới này thì nó đâu có bị mỏng đâu đúng không? Không quá mỏng, không quá dày luôn, cho mấy chị mặc được thì thoải mái luôn cho mấy chị luôn, cho cái mẫu này nha. Quần bên em sẽ là quần lưng thun luôn cho mấy chị nha. Và nói chung là tất cả các mặt hàng bên em đều là phải thun hết luôn cho mấy chị á. Phải thun hết mấy chị ơi. Rồi đang mặc hiện tại cho em là CH15. Em đang mặc hiện tại cho mấy chị là CH13 nè. Con này là con CH9 luôn giùm em nha. 16 là màu cam mấy chị ơi. Còn chị vô ơi, vô dọn hàng giùm em có được không nha. Còn không biết nữa nói em nha. Dạ chị ok chị nha. Đây chị mới thêm vào giỏ hàng á. Cục vàng ơi, chị không biết mua đó giờ mà chị lên giỏ hàng mua lần đầu. Trước tiên mà chị muốn thêm vào giỏ hàng này, chị cũng phải nhắc vào cái giỏ hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình của mình luôn cho giúp em. Thường chị mua một áo là chị phải nhắc vào cái chữ mua thôi, còn mình mua hai áo mà chung cùng một đơn á thì chị phải nhắc vào cái dấu hàng màu đen kế chữ mua luôn cho giúp em. Em gọi cái này là thêm vào dấu hàng á, cái mình chọn cái mặt áo đầu tiên nè, lướt xuống cái chị chọn cái size cho mình, xong rồi chị nhắc vào chữ xác nhận luôn cho giúp em. Chị cũng phải nhắc vào cái dấu hàng màu đen ở đây một lần nữa, cái mình chọn cái màu thứ hai, lướt xuống cái chị chọn cái size cho mình, nhắc vào chữ xác nhận một lần nữa. Và nói chung là chị mua bao nhiêu áo là chị phải nhắc vào cái dấu hàng màu đen kế bên đây bao nhiêu lần luôn cho giúp em. Và bước cuối cùng là sẽ lên cái dấu hàng màu đen ở trên cùng mà thấy không, ngay chỗ á, xem một trưng bày qua đây nhìn đây sẽ có một cái dấu hàng màu đen nữa. Chị tích vào cái dấu hàng màu đen ở trên đây nè, chị tích vào hai cái áo mình mới vừa đặt, nhấp vào chữ thanh toán là mình rồi, sẽ có đơn nha. Rồi con này đẹp luôn mấy chị ơi, CH16 giùm em nha. Trời ơi con này là CH16 đó chị ơi. Vô giỏ hàng con lại giùm em, làm từng bước nha cục vàng của em ơi. Làm từng bước giùm em, kế chủ mua nó có giỏ hàng mình vô giỏ hàng từ từ giùm em. Đây, chị thấy cái giỏ hàng không? Nó chị cứ bấm vào cái giỏ hàng này bình thường giùm em ha. Rồi bấm vào cái giỏ hàng xong rồi, kế chủ mua nó có cái giỏ hàng màu đen, chị nhấn vào cái giỏ hàng màu đen này giùm em ha. Chọn cái màu, ví dụ như chị mua 14 là chị chọn con 14, CH14 chị lựa con 14 chị chọn. Xong rồi chị mặc size nào chị chọn size đó, chị bấm vào chữ xác nhận giùm em. Rồi bấm vào chữ xác nhận nó đã thêm vô giỏ hàng rồi nè. Rồi chị bấm vào cái chữ kế chủ mua nó có cái giỏ hàng màu đen, chị bấm thao tác y chang lại luôn. Rồi chị chọn con CH15, 15 là nằm ở dưới. Rồi con 15 là nằm ở dưới, chị cũng có chọn cái size. Rồi chị bấm vào chữ xác nhận giùm em. Nó thêm vô giỏ hàng. Rồi chị lên cái giỏ hàng ở trên cùng ở trên đây nè, chị tích vào trên đây giùm em. Chị chọn hai cái áo, xong rồi chị bấm vào chữ thanh toán giùm em. Nó hiện ra như thế này, điền thông tin trên. Rồi kéo xuống tích vào phần thanh toán giùm em nha. Cục vàng của em ơi, phương pháp thanh toán nè. Tích vào thanh toán khi nhận hàng, bấm vào đặt hàng một cái nữa là ok nha cục vàng ơi. Làm từng bước giùm em thôi. Rất là dễ luôn cho mấy chị nha. Nó rất là dễ luôn cho mấy chị, mình làm từng bước thao tác từng bước giùm em đi cục vàng của em ơi. Nó rất là dễ luôn á cục vàng. Giá 15 hồi nãy như hơn nó hết size nữa đó cục vàng ơi. Giá 15 hồi nãy kiểm tra lại như em thấy hết size 3 nữa rồi đó. Con CH 15 hả? Con CH 15 là gọi hết size 3 hết size 3 luôn rồi đó mấy cục vàng ơi. Rồi nó chỉ còn nó ít lắm luôn á cả nhà. Rồi em đang mặc là CH13 nha mấy chị ơi. 13 em đang mặc là cả nhà, rất là xinh luôn giùm em nha. 89 ngàn. Chị nào không hết màu vàng thì có thể lấy sang màu hồng nha. Nói chung là mẫu này là bên em mang rất nhiều màu luôn cho mấy chị nha. Thôi hồi mà mấy chị chọn màu luôn á, đổi sang màu khác liền mấy chị ơi. Có 89 ngàn thôi. CH 13 giải sát 13 thì chị chọn đẹp nhất ở hàng 13 còn nha. Đủ không em? 13 còn đủ không em ơi? Hết size 3. Con 13 của chị hiện tại cũng hết size 3 luôn rồi nha. Nó còn đủ size luôn nè. Ui 13 là còn đủ size mấy chị ơi. Rồi đang mặc là CH13 luôn giùm em. Còn chị ơi vô dọn hàng coi thử coi em chị cho mình làm được không. Mình làm từng bước thôi, không có gì phải gấp, nó có mấy bước thôi. Chọn màu nè, chọn size, điền thông tin rồi cái đó là mấy chị làm được hết trơn à. Thì nó rất là dễ luôn cho mấy chị, mình làm từ từ thôi mấy chị. 15 làm là màu hồng à. Em có hai màu, màu vàng và màu hồng. Chị nào hết màu nào lấy màu đó giùm em nha. Còn áo đang mặc là con CH13 cho mấy chị nha. Một con này là mặc nãy giờ làm mấy chị chốt là bảo đơn luôn con cho cái con này. Dạ. Yeah. Rồi 13 là màu vàng, màu hồng là 15 luôn giùm em nha. 14 nó đẹp lắm cả nhà ơi. Con này nó đẹp đau luôn á cả nhà. Đẹp đau đớn luôn á cả nhà ơi. Con 14 này nó sang nè, biết sao cái họa tiết ở trên áo nè. Con này ha, mua về lâu lâu mua cho mẹ mình cái nè, bà mình cái cũng được. Lớn tuổi nhỏ tuổi gì mặc cũng được luôn giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em là CH14 cả nhà. CH14 sẽ một con nền đen hoa văn trắng luôn cho mấy chị nha. Con này rất là sang luôn cho mấy chị luôn á, tôn da tôn dáng và nó dễ che cổ điểm cho mấy chị cực kỳ luôn nha. Rồi con này chọn giùm em là CH14 mấy chị ơi. CH14 89 ngàn luôn giùm em nha. CH14 89 ngàn luôn mấy chị ơi. Cổ tim nút ngọc tay dài luôn giùm em nha. Đóng hoàn toàn trực tiếp và áo cho mình luôn. Còn đối với những chị đẹp nào mà mình đang vào xem live mà mình không biết mình nói giùm em cái, bên em hỗ trợ cho mình nha.
Cái bộ đang mặc bao nhiêu ạ? Dạ cái bộ đang mặc là 174.000 thôi mấy chị, lấy là lấy một cái CH1565 con size số 4 rồi. Size 4 nha, em hướng dẫn cho mình mua nè chị ơi, để em hướng dẫn cho. Thì trước tiên mà chị Trần Đẹp ơi, chị muốn đặt hàng này chị phải nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình của mình luôn cho giúp em. Cái mã hiện tại đi chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã em đăng like. Chị nhắc vào cái chữ mua là tự động nó sẽ hiện cái mã màu và cái bắn size lên nha. 16. Bước này là mấy chị sẽ chọn màu, con màu CH13 của chị là nó sẽ nằm ở dòng số 2 từ dưới đếm lên nè. CH1 2 3 4 5 đếm tới con CH13 là hiện tại là nó sẽ nằm ở dòng số 2 từ dưới đếm lên. Chọn con son không có cái gì, chọn con CH13 lướt xuống cái mình chọn cái size của mình nha. Chị 65 con hưởng là chị giặt size 4 thì nhấp vào cái size 4 luôn cho giúp em. Nhấp vào chữ mua ngay. Ở phía trên đây điền thông tin giao hàng của mình, lướt xuống tích vào thanh toán khi nhận hàng ở đây này, nhấp vào chữ đặt hàng là chia sẻ có đơn nha. Rồi con này chọn giùm em luôn mấy chứ ơi, con này là CH16 nha mấy chứ ơi. Rồi CH16 89.000 luôn giùm em nha. CH16 89.000, mình thích CH14 em đang cầm trên tay thì nhấp vào hàm chốt đi. Vô giỏ hàng đi, 14 thì vô giỏ hàng đi, em hướng dẫn cho chị mua 14 là cục vàng ơi. Rồi hết 14 thì vô giỏ hàng chốt 14 rồi. Thôi hết là phải mua nha, để hết nó hết rồi đó. Em thấy mẫu không giống y chang á, nói y chang thôi, chụp hình nó sẽ hơi đậm một tí xíu, với lại hoa văn nó sẽ khác hơn một tí xíu. Mấy chị nhận hàng về không giống em đang mặc, quay lại đây em hỗ trợ đổi cho. Em like hàng sao mấy chị nhận hàng y chang như vậy, khi mua chụp hình cái màu em đang mặc lại. Trời ơi em like mỗi ngày mấy chơi, ngày nào cũng like hết trơn á, để rồi hướng dẫn cho. Trước tiên mà chị nào muốn đặt hàng cái con đang mặc thì chị phải nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình của mình luôn cho giúp em. Cái mã hiện tại đi chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã đăng like. Chị nhắc vào cái chữ mua là tự động nó xuất hiện cái bắn màu và cái bắn size lên nha. Bước này là mấy chị sẽ cho màu, ví dụ như là con CH14 của chị á, chị hết con CH14 là nó sẽ nằm ở dòng số 2 từ dưới đếm lên nè. Con CH17 nè tới con CH14 là nó sẽ nằm ở dòng số 2 từ dưới đếm lên. Lướt xuống cái chị chọn cái size cho mình, chị mặc size nào thì chị chọn cái size đó, nhắc vào chữ mua ngay. Ở phía trên đây điền thông tin giao hàng của mình, lướt xuống tích vào thanh toán khi nhận hàng, nhắc vào chữ đặt hàng là mấy chị sẽ có đơn. Nó y chang đó chị, mình có việc làm từng nha. Bước giùm em đi cục vàng ơi, làm từng bước giùm em nha, tại vì nhiều khi nhiều quá mấy chị không biết thì mấy chị cứ nói em hỗ trợ cho, còn trong giỏ hàng mấy chị đừng quan tâm tới nó. Vô chọn đúng CH13 em đang mặc, y chang em đang mặc luôn, nó là màu vàng nhạt và hồng nhạt. Trong giỏ hàng mấy bạn chụp hình đó mấy chị ơi, nó rõ nét quá nên nhiều khi mấy chị thấy cái màu nó đậm hơn, nhưng mà hoàn toàn là nó sẽ giống như em đang like cho mấy chị nha. Em là em like là người thật việc thật, em không chỉnh sửa, thà là em like giá nó đẹp mấy chị ơi, chứ vô giỏ hàng nó đẹp mà em mặc nó xấu cũng vậy cả nhà. Em ngồi đây em like cho mấy chị là trực tiếp rồi, nó không có chỉnh sửa màu hay là cái này kia là không có được nha. Nó form dáng đồ em mặc sao nhận hàng y chang như thế đó luôn. Nó từ khi nào mà trong giỏ hàng của em nó đẹp cả nhà ơi, mà em không ngồi đây em like cho mấy chị còn sợ, mấy chị còn phân vân. Còn em ngồi đây em like là từ 7 giờ sáng cho tới 6 giờ rưỡi chiều ha. Nhiều khi 9 10 giờ đêm bên em vẫn còn like cho cả nhà luôn. Nên mấy chị á, khung giờ nào mấy chị lên là hầu như cũng gặp sớm em like hết. Nên không có gì phải lo ha. Hàng bên em là hàng sỉ cả nhà ơi, chứ không phải hàng lẻ đâu mấy chị. Hàng là có sẵn mai đồ đàng hoàng cho mấy chị luôn. Dạ áo đang mặc thấy một con áo lẻ không kèm quần cho mấy chị nha. Áo lẻ là 89.000, quần là 85.000, cả bộ là 174.000 luôn cho giúp em nha. Quần ống các tầm khoảng động khoảng 30 luôn cho ống mấy chị á. Ống 30 giùm em nha cục vàng ơi. Rồi mấy chị ơi, chị nào mà hồi nãy giờ mình đang vào xem live mà vẫn chưa lên đơn được nữa, báo em hướng dẫn cho nha. Trời ơi hôm nay ship cao thì lấy luôn hai con đi cục vàng ơi. Còn về phần ship hay không thì bên em không có hỗ trợ cho mấy chị đâu nha. Lấy cho chị một áo và lấy cho chị một áo em nhỏ giờ lại cho chị rồi nha. Chị nhắc vào cái hàng và mình chốt nha. Còn mấy chị đặt hàng như chị Kim Chi, chị Kim Thoa vậy là mình đặt hàng được chưa, hai chị đặt hàng được chưa, nếu mình không rõ mình không biết cho nào nữa mà cứ việc comment lại bên em hỗ trợ lại cho chị đặt hàng nha. Dạ yeah. Rồi 89.000 luôn mấy chị ơi, CH15 dùm em nha cả nhà ơi. Rồi 13 là màu vàng, 15 là màu hồng dùm em nha. Mà hiện tại đang mặc là con CH15 nhưng mà hiện tại đang mặc cho mấy chị xem là con CH13 luôn cho mấy chị nha. Là hai con màu giống nhau nhưng mà nó chỉ khác màu cho mấy chị thôi á. Một bộ bao nhiêu em? Và một bộ là 174.000 thôi mấy chị mới đặt một con rồi nha. Em cảm ơn chị đặt hàng được đơn nha. Cảm ơn chị đặt rồi, hàng được đơn nha. Rồi cảm ơn chị Yêu đã đặt được đơn giùm em nha. Trời ơi con CH13 mấy chị ơi. Rồi con này chọn giùm em nè. Con này chọn giùm em là CH13 nha cả nhà ơi. CH13 89.000 luôn giùm em nha. Một áo bao, một áo ship bao nhiêu em? Và một áo là ship không? Mua thử đi chị, mình hỗ trợ ship hay không nha. Nãy giờ thấy mấy chị mua toàn được miễn ship không luôn á. Chần chờ gì mà mua thử trước cho mình một con thì mặc đúng không? Rồi con này là CH16 giùm em nha con. Rồi con này chọn giùm em là 16 mấy chị ơi. Con này là CH16 luôn giùm em nha. Rồi 89.000 cái luôn mấy chị ơi. Dạ và 1 đến 2 màu thì mấy chị còn khó chọn. Con này em tới tổng tới 17 màu luôn cho mấy chị nha. Tha hồ mà mấy chị chọn lựa luôn á. Rồi chị anh Chu ơi, mình lên chiều lên cao, chiều cao giùm em đi được lên này cục vàng ơi. Quan trọng là chiều cao con nặng của mình nha, chứ cái này mấy chơi nó là phải thun mà. Lên chiều cao con nặng giùm em là được, lên chiều cao con nặng giùm em là được rồi chứ ơi. Yên tâm, nếu chị phải thun thì nó sẽ co giãn nhiều hơn cho mấy chị luôn nha.
và mấy cái phần kia thì mình khỏi lên cũng được, mình lên còn chiều cao kèm cái này. Rồi con này chọn giùm em là CH14 mấy chị ơi, CH14 89.000 luôn giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em 1m55, 1m57, 50 con là chọn size số 2 nha. Size 2 giùm em được rồi chị Châu đúng không? Chị Châu. Rồi chị Châu ơi, chọn size 2 giùm em là được rồi nha chứ ơi, chứ chọn giùm em là size 2 nha. Anh Chu. Anh Chu hả? Anh Chu chọn giùm em là size 2 nha. Đây em hướng dẫn cho mấy chị mua lần nữa nha cả nhà ơi. Trước tiên mà chị Đồng muốn đặt hàng cái con này mặc á, là chị phải nhắc một cái dấu hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình của mình luôn cho giúp em. Cái mã hiện tại đi chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã đăng like, nhắc một cái chữ mua là tự động nó sẽ hiện cái bóng màu và cái bảng size lên. Bước này là mấy chị sẽ chọn màu nha, màu hiện tại đang mặc là con CM, là con CH10 sát 13, là nó sẽ nằm ở dòng số 2 từ dưới đếm lên này, là nó sẽ nằm ở hàng chính giữa luôn cho giúp em nha. Lướt xuống cái chị chọn cái size cho mình, chị mặc size nào thì chị chọn cái size đó, nhắc phụ chữ mua ngay. Ở phía trên đây điền thông tin giao hàng của mình, lướt xuống tích vào thanh toán khi nhận hàng, nhắc phụ chữ đặt hàng là mấy chị sẽ có đơn. Chị mua CH 13 16 mà không chị biết đặt. Ok chị yêu nha. Không biết thì cái này cũng được nha, cục vàng ơi em hướng dẫn thử cho mình nha. Dạ còn chị mua hai áo á, và chung cùng một đơn là chị phải thêm vào dấu hàng á, là chị cũng phải nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình nè. Là chị phải nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình của mình luôn cho giúp em nha. Chị thấy cái dấu hàng màu vàng ở bên đây không? Nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở đây luôn cho giúp em. Cái mã hiện tại đi chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã đăng like, nhắc vào cái chữ mua là tự động nó sẽ hiện cái bóng màu và cái bảng size lên. Bước này là mấy chị sẽ chọn màu nha, màu hiện tại đang mặc là con CH13, là nó sẽ nằm ở dòng số 2 từ dưới đếm lên là y chang con màu đang mặc luôn cho giúp em. Chọn màu xong tới bước chị chọn size, nhắc vào chữ xác nhận một lần nữa, chị cũng phải nhắc vào cái dấu hàng màu đen một lần nữa nha. Chị phải nhắc vào cái dấu hàng màu đen kế chứ mua một lần nữa, cái mình chọn cái màu thứ hai, lướt xuống cái chị chọn cái size cho mình, nhắc vào chữ xác nhận. Nói chung là chị mua bao nhiêu áo là chị phải thêm vào dấu hàng kế chứ mua bao nhiêu lần luôn cho giúp em. Bước cuối cùng là chị lên cái dấu hàng ở trên đây nè, tích vào cái dấu hàng màu đen ở trên cùng, tích vào hai cái áo mới và đặt, nhắc vào chữ thanh toán là mình sẽ có đơn. Làm từng bước xong mấy chị rất là dễ nha. Rồi, em đang mặc hiện tại cho mấy chị nè, mấy chị ơi, 89.000 và em đang mặc hiện tại cho mấy chị nó là CH12 giùm em nha. Là kế cái dấu hàng sẽ, là kế cái chữ mua sẽ một cái dấu hàng màu đen á. 13 em đang mặc, 14 là em đang cầm trên tay nè cả nhà của em ơi. Có em hướng dẫn cho mình rồi, nếu không biết cái này giùm em ha. Nhưng mà mình mua trong giỏ hàng, mua một áo nó mình ship hết chơi, ship cùng lắm là 4-5 ngàn thôi. Không có ship cao đâu mấy chị. Hôm nay em thấy mấy chị mua 93, 94, 95 ngàn không mà chua đến 100 cành luôn. Ship của mấy chị chua đến 10 ngàn nữa đó cả nhà ơi. Đó, để mình mua một đơn hàng bây giờ ship 20 ngàn, 30 ngàn lần đó cả nhà. Ủa, có khi 35 ngàn luôn á. Rồi, con này luôn giùm em là CH13 giùm em nha. CH13 sẽ còn con màu vàng luôn cho mấy chị nha. Còn chị Ngọc Anh nên mình tranh thủ mình đặt hàng để mấy chị đem đơn cho chị nha. Rồi, 13 là em đang mặc cho mấy chị nè, mấy chị ơi tranh thủ để em qua mẫu nha cả nhà ơi. Em qua mẫu là mấy chị sẽ không săn được cái giá này đâu nha. Rồi, 174.000 cả set luôn, áo 89.000, quần 85.000 luôn giùm em ha. Ôi chị Anh chưa, mình đặt hàng được chưa? Cái gì không biết chồng không rõ cho nữa mà cứ thiệt cả may lại cho biết bên em hỗ trợ lại cho chị đặt hàng nha. Còn chị gì ơi, mình làm từ từ thôi mấy chị, là mình sẽ đặt hàng được là rất là dễ nha. Trời ơi, con CH16 luôn mấy chị ơi. Con này chọn giùm em mã nè. CH16 89.000 luôn giùm em. CH16 89.000 áo luôn cho mấy chị. Ngày hôm nay quần là 85.000, quần hiện tại đang kim là cái mã số 1 cho mấy chị nha. Rồi, con này chọn giùm em là CH16 mấy chị ơi. CH16 luôn giùm em nha. Rồi con này đẹp luôn giùm em mấy chị ơi, con này đẹp luôn giùm em là CH15 nha cả nhà ơi. Và bên em còn rất là nhiều mẫu luôn cho mấy chị nha, từ cối tim, cối tròn, cối vuông, bên em vẫn còn đầy đủ hết luôn cho mấy chị. Mấy chị ưng con mẫu nào mấy chị chọn con mẫu đó cho mình nha. Em cũng chuẩn bị qua mẫu rồi nha cả nhà ơi, nên chế nào mà lấy em đang mặc nữa thì vào dọn hàng giùm em nha. Cho hai cái chị Hà Thị Vân Anh ơi, mình chị biết đặt hàng không, để em ghi lại cho chị nha. Vô dọn hàng giùm em ơi chị ơi, chị lấy hai cái ba cái gì đó vào dọn hàng giùm em ơi, cục vàng ơi. Em chuẩn bị qua mẫu nha mấy chị ơi. Đúng rồi em mấy chị. Một lần không mấy chị mua thì một lần tôi phải xếp hàng như vậy, lấy luôn cho mình hai con đi cho phí xếp của chị nó thời hơn. Chị Vân Anh ơi, chị biết đặt đơn thì chị vào dọn hàng giùm em, đừng comment như vậy em không đi đơn được đâu chứ ơi. Chế đặt đơn là chế phải vào dọn hàng giùm em nha. Em chuẩn bị sang mẫu nữa cho mấy chị nha. Rồi em chuẩn bị qua mẫu nha mấy chế ơi, chế nào lấy em đang mặc nữa thì nhanh tay vào dọn hàng giùm em nha. Em đang thấy con này nó có mã giảm nên em tranh thủ em lên cho mấy chị luôn nè. Rồi qua luôn nha mấy chế ơi, em qua mẫu luôn nha. Em qua cho mình một cái con mẫu mới nữa nha.
em qua coi qua cho mấy chị một cái con 4D nha. Còn chị Hà Thị Vân Anh ơi, chị biết đặt hàng không? Nếu chị biết đặt hàng thì chị cứ nhắc vào cái giới hàng mình chốt nha, chứ mình comment vậy không có đơn cho mấy chị đâu nha. Vì tất cả các thao tác đặt hàng thì cho mấy chị thôi, là mình đặt hàng mình lên thủ mình lên đơn đi, mình em đi đơn cho chị nha. Và hôm nay mà chị nào có đặt đơn tri ân, bên em vẫn cần sản phẩm tri ân cho mấy chị rất là nhiều luôn á. Một áo phân có, hai áo phân có luôn cho mấy chị nha. Bên em về mấy cái kẹp nè, cài rất là nhiều luôn cho mấy chị luôn nha. Tha hồ mà mấy chị chọn lựa luôn á. Và dì á, dạ con này chắc phải bên em sẽ phải thun lưới cho mấy chị nha. Con này sẽ phải thun lưới mềm mịn, co giãn thoải mái và dày dặn luôn cho giúp em nha. Không quá mỏng mà nó cũng không quá dày luôn cho mấy chị á. Chắc phải thì nó rất là phủ luôn cho mấy chị nha. Chưa từng mặc thun lưới mua thử trước một công thì mặc đi mấy chị, nó không làm cho mấy chị thất vọng đâu nha. Chị chỉ nằm mình đặt hàng thử đi, chị rất đẹp luôn cho mấy chị luôn á. Còn một áo mà mấy chị cảm thấy mà với ship cao quá, lấy luôn cho mình hai con về mặc đi mấy chị. Mua càng nhiều thì với ship của mấy chị thì nó sẽ càng hời hơn cho mình nha. Còn mà chị nào mua nhiều áo mà chung cùng một đơn là chị phải thêm vào giống hàng. Không biết thêm vào giống hàng thì đặt hai đơn liên tục là tự động sẽ dồn đơn cho mình thôi à. Em qua mẫu nha. Em qua mẫu luôn mấy chị ơi. Mẫu này nó mới có mà giảm nè mấy chị. Dạ không chị ơi, bên em nói chung là tất cả các mặt hàng bên em đều là phí thun, chứ ngoài ra là không có loại vải khác nha, vải thun không mà chị. Em qua mẫu luôn nha. Rồi qua mẫu mấy chế ơi, qua mẫu luôn nha. Con này đẹp quá. Con đẹp lắm mấy chị, có mai giảm rồi nè. Rồi chuẩn bị qua mẫu luôn nha cả nhà ơi. Trời ơi, con này chi ân cho mấy chế luôn nha. 199.000 nhưng mà phiên live ngày hôm nay chi ân cho tất cả các chị luôn nha. 179.000 luôn cả nhà ơi. 179 luôn giùm em nha. 40 cho đến 85 cân quay đầu giùm em là mặc được nha cả nhà ơi. Rồi, con này chọn giùm em là 179.000 luôn cả nhà ơi. 40 cho đến 85 cân độ về giùm em, con này là mặc đẹp nha. Rồi đang mặc hiện tại cho em nó là màu cam sữa nha cả nhà ơi. Anh nào ơi nè. Anh xuống dưới sẵn mắt mẹ cái đèn này. Có đèn này có cái gì nữa. Nó nhỉnh gì vậy? Rồi con này chọn giùm em luôn mấy chế ơi. Con này chọn giùm em là 179.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. 179 luôn giùm em nha. Rồi 179.000 luôn cả nhà ơi. 40 cho đến 85 con đổ về nha. Rồi đang mặc hiện tại. Rồi ok. Thấy cái đèn này ok á. Rồi 179.000 luôn giùm em mấy chú ơi, đang mặc là màu hồng giùm em nha. Mẫu 32, cảm ơn nha. Size 2 1m54 52 cân là chọn giùm em là size 2 nha tình yêu ơi. Nhấp vào giò hàng chọn size 2 giùm em là vừa nha. Trời ơi mấy chú ơi, cái mẫu này màu cam sữa nó cưng gì đâu á cả nhà ơi. Mẫu 32 nói chung là tất cả các mẫu bên em luôn á chị, đều cùng một size như nhau luôn cho mấy chị, là từ size 1 cho đến size 5, từ 40 con cho đến 85 con qua đầu luôn cho mấy chị á. Em tư vấn cho chị size 2 là tất cả các mặt hàng ở trong. Ủa, cái giò hàng ơi, con này em đang thấy mã giảm nó còn có 179.000 thôi mấy chị ơi. Nó đang có mã giảm còn có 179 cho mấy chị luôn á. Chị nào đang vào xem live thấy con này 179 là nên vào giò hàng mình mua liền mua lẹ giùm em nha. 199.000 mà đang chưa còn có 179 thôi cả nhà. 40 cho đến 85 con đổ về luôn giùm em nha. Rồi con này luôn mấy chị ơi, con này chọn giùm em nó là màu trắng nha cả nhà ơi. Rồi trắng 199 luôn giùm em nha. Trắng 199 luôn cả nhà ơi. Trắng 199 cam sữa 199 luôn cho mình nha. Và mẫu này hiện tại mới ghim lại cho chị rồi nha. Cô chị Subin ơi, chị đặt hàng thì chị cứ nhắc vào cái nhãn hàng và mình chốt nha. Mẫu 32 của chị cũng sai là và với thun luôn cho mình á. Và đều là chị mặc xe hết luôn cho mình nha. Rồi con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi. Con này chọn giùm em là màu trắng nha cả nhà ơi. Rồi trắng 199 luôn giùm em nha. Trắng 199 luôn cả nhà ơi. Một áo đang mặc bao nhiêu ký vừa em, dạy một bộ cái này làm bán cái bộ không áo lẻ quần lẻ nha, là từ 40 con cho đến 85 con qua đầu luôn cho mấy chị á. Và con này là chắc phải là nó sẽ xịn hơn, không phải thun lưới rất là nhiều nha. Con này sẽ là với thun 4D cho mấy chị nha. Với thun 4D in cả mặt trước và in cả mặt sau luôn cho mấy chị, cực kỳ là xịn sò cho mình á. Mấy chị ơi, rồi trắng luôn giùm em cả nhà ơi. Trắng 179.000 luôn giùm em, trắng 179 nha cả nhà ơi. Rồi 179.000 luôn giùm em, 40 85 quay đầu giùm em nha. Rồi trắng 179 cả nhà ơi.
Ống quần có rộng quá không em nhận có nha. Ống quần này em chắc tầm khoảng 30 cho mấy chị nha. Và con này chắc phải in 4B cho mấy chị, rất là xịn sò luôn cho mấy chị rồi á. Và không bị ra màu nha, không bị chảy xệ, không bị xù lông cho mình. Con này là 299 đó mấy chị ơi. Nhưng mà hôm nay nó đang có mã giảm, còn có 179 là cả nhà chị nào săn được thì săn nha. Nó từ 40 cho đến 85 cân độ về. Quần của nó là ống rộng tầm khoảng 30 giùm em nha. Rồi quần ống rộng tầm khoảng 30 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Và đá quần mà em mang hiện cũng rất là cao luôn cho mấy chị nha. Vì vậy nó rất là tôn da và tôn dáng cho mấy chị luôn á. Trời ơi, cái màu nó yêu nè mấy chị ơi. Rồi con này chọn luôn giùm em, nó là màu tím cà nha cả nhà ơi. Rồi tím cà 179 luôn giùm em nha. Tím cà 179 luôn cả nhà ơi. Trời ơi, cái màu tím cà nó cưng quá. Ống là ống rộng tầm khoảng 30 giùm em nha. Chắc phải không quá rộng mà nó cũng không quá nhỏ luôn cho mấy chị, nói chung là rất là vừa vặn luôn cho mấy chị nha. Rồi 179 luôn giùm em màu tím cà cả nhớ, tím cà 179 luôn giùm em nha. Rồi chị nào lấy tím cà thì vào giỏ hàng mình lấy luôn giùm em nha. Rồi tím cà 179 luôn mấy chị ơi, tím cà 179 luôn giùm em nha. Đúng là tầm khoảng 30 mấy chị ơi, 179.000 luôn giùm em. Rồi mình đi vào xem like, mình tương tán, mình tim tim lên giùm em cả nhớ ơi. Mình tương tán, mình tim tim lên giùm em nha. Trời ơi, cái màu tím cà nó cưng quá cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là tím cà 179 nha cả nhà. Tím cà 179 ngày này ra đường cái giá được dạ. Hỗ trợ cho chị á. Cho chị mới nhận đồ gì chị em mới chị em mới nhận đồ chọc rồi đúng không? Lớn này giùm em đi, bên em hỗ trợ đổi cho cục vàng nha. Nhưng chọc rồi, lớn này đi chị, em hỗ trợ cho chị nha. Lớn này giùm em đi. Nhưng tâm em nói là bên em sẽ thực hiện cho mấy chị nha, là bên em phải hỗ trợ rồi, cho mấy chị. Rồi 179 ngàn luôn mấy chứ ơi, 179 luôn giùm em cái này giùm em đi chứ ơi. Rồi con này 179 luôn giùm em nha, 179 luôn cả nhà ơi, cam sữa okay, giùm em Ngọc nha. Nha. Trời ơi, xinh quá mấy chứ ơi, con này màu tím cà giùm em nha. Rồi đang mặc hiện tại là xanh bơ mấy chứ ơi, đang mặc hiện tại là xanh bơ giùm em nha. Ok chị Ngọc Tri nha. Rồi con này là xanh bơ 179 luôn mấy chị ơi, con này là 179 níu kìa. Rồi con này chọn giùm em là xanh bơ mấy chị ơi, xanh bơ 179 luôn giùm em nha. Rồi xanh bơ 179 luôn cả nhà ơi, xanh bơ 179 luôn giùm em nha. Cổ là cổ vuông giùm em nha, tay là tay bồng. Cổ vuông tay bồng mấy chị ơi. Rồi cổ là cổ vuông tay bồng luôn giùm em nha. Nút là nút ngọc đóng hoàn toàn trực tiếp vào áo cho mình luôn. À, chị lấy áo lẻ được không? Dạ không được nha, cái này mắc áo bộ không áo tắt áo lẻ. Này lấy bộ giùm em mấy chị ơi, cái này mua áo lẻ nha. Cái này lấy bộ giùm em đi. Trời ơi, xinh xỉu luôn á cả nhà ơi. Còn phải cái phần in bông là mấy chị không lo sợ bị bông tróc luôn cho mấy chị nha. Vì con này là bản dạ, chất phải là như thế này rồi cho mấy chị rồi. Nguyên một set em đang mặc rất là cưng luôn á cả nhà ơi. Đây, cái phong của nó dễ thương lắm mấy chị ơi. Rồi, con này 199 ngàn á mấy chị ơi. Rồi, đang được giảm 20 cành nữa. Còn có 179, chị nào thấy 179 là lấy luôn giùm em nha. Nó là dạng tay bồng mấy chị ơi, cái chốc vải của nó nè. Rồi nó là thun 4D nha, rất là đẹp luôn. Cái quần bên em nè, mai cái form cho mấy chị cũng rất là đẹp nha. Con này giặt tay giặt máy là không lo vấn đề bị bong tróc cho em luôn. Em 49 cân và em đang mặc là size 1 mấy chị không. Rất là vừa vặn và đái bên em làm cũng rất là cao cho mấy chị luôn nha. Hai túi mặc hai bộ luôn á cả nhà. Dạ chị hơn nga mặc màu nào hợp với em. Dạ nói chung là thấy màu nào thì cũng hợp với mấy chị, tránh cần những con màu đỏ và con màu xanh bơ thôi. Tất cả các màu còn lại là mặc hợp với dạ. Mấy chị nha. Rồi đang mặc chị nào lấy chọn giùm em là cam sữa nha mấy chị ơi. Form rất là đẹp luôn. Con này mà mua 179 ngàn không chê được luôn á mấy chị ơi. Rồi 179 luôn giùm em nha. 179 ngàn là cả bộ tri ân cho mấy chị Phương Lan ngày hôm nay thôi nha. Và cái mức giá này thì không tri ân cho mấy chị nhiều được nha. Vì vậy mà chị nào đang thấy được cái mức chào em, chào chị Diệp nha. Chị Diệp ơi, nay làm ăn gì hất bát quá chị Diệp ơi. Đây con này chọn giùm em nha, con này chọn giùm em là xanh bơ mấy chị ơi. Nay làm ăn hất bát quá chị Diệp ơi. Ngoài mới bình thường luôn. Rồi con này chọn giùm em là xanh bơ mấy chị ơi, xanh bơ 179 luôn giùm em nha. Rồi ôi thì đó thất bát quá, con chưa có cục nào luôn này. Đây con này chọn giùm em là 179 luôn giùm em nha. Rồi 179 luôn cả nhà ơi. 179 ngàn mà hiện tại đang cầm là xanh bơ nha. Xanh bơ thì trong hình nó hơi giống con màu vàng nhưng mà nhận hàng là đúng xanh bơ luôn cho mấy chị nha, cực kỳ là ngọt ngào luôn cho giúp em. À, có màu đen không ạ? À? Dạ không có đen nha, em chỉ có trắng, không có đen thì lấy không. Bên em là chị có trắng thôi mấy chị ơi. Rồi trắng đang mặc là hơn. Cam sữa giùm em nha. Đang mặc là cam sữa mấy chị ơi. Rồi con này đẹp luôn giùm em mấy chị ơi. Con này đẹp luôn giùm em, nó là màu trắng nha. Trắng thì nó sẽ sang hơn cho mấy chị rất là nhiều nha. Quần lẻ của em là 80 là dạ, em chào chị Diệp nha. Đây con này chọn giùm em là màu trắng mấy chứ ơi, trắng 179 ngàn luôn giùm em. Trời ơi. Màu trắng sang của em đúng rồi, màu trắng thì rất là sang cho mấy chị luôn nha. Quần em là quần lẻ là 85 ngàn cái, quần lẻ là 85 ngàn cái á. Chị mua cái bộ này về mua thêm một cái quần trắng hoặc là một cái quần đen nữa lấy ra phối thì vẫn được luôn cho mấy chị nha. 179 ngàn cưng lắm mấy chứ ơi. Rồi 179 luôn giùm em, không mỏng nha. Con này là vải 4D đừng có lo vấn đề nó bị mỏng mấy chứ ơi. 199 ngàn giảm 20 cành còn 179 nữa cả nhà ơi. Em đang thấy được tri ân còn có 179, chị nào đang thấy ghi 179 nha. Có quần không nha, có quần mã 1. Có chứ ơi, cái dự mã tim anh ơi, quần là mã 1 nha. Còn nguyên bộ này nè, mua một bộ
bọn này rồi, mua thêm cái quần đen giùm em vẫn được nha. Quần em dream là mã 1, còn cái này là em bán nguyên một set của nó luôn. Nguyên một set giùm em là 179.000 luôn nha cả nhà ơi. Đẹp lắm. Được miễn ship không em? Chờ nãy giờ mấy chị mua gần là toàn em thấy mua bộ này là miễn ship không mấy chị ơi? Em thấy mấy chị đang mua bộ này là được miễn ship đó, mấy chị vào vô hàng mấy chị coi thử giùm em nha. Trời ơi, cái màu trắng nó cưng mấy chị ơi. Màu cái trắng màu trắng nó cưng luôn giùm em nha. Rồi 179 luôn giùm em. Đã đặt. Cảm ơn chưa đặt hàng được đơn luôn nha. Dạ chị cao 1m55 mà chị 55 con là chị chạy size số 2 cho chị là vừa rồi nha. 1m6 và 70 con là chạy size 4 nha. Rồi trắng 179 luôn giùm em, không có màu đen bù lại cho mấy chị là có màu trắng nó sang nha. Đi đám đi tiệc đồ lấy công tóc cho em luôn nha cả nhà ơi. Cái vải 4D này giặt là mấy chị mặc luôn giùm em không bị nhăn. Với lại một lớp của nó không bị mỏng nha cả nhà ơi. Một lớp của nó không bị mỏng. Còn cái phần in này nè, bông này là nó in sẵn vào áo cho mình luôn rồi. Chị giữ mãi tim anh hay mua đồ bên em nè đúng không ta? Cái quần là mã 1 giùm em nha cùng vàng. Quần lẽ là cái mã số 1 cho chị á, còn này là mã cá bộ. Rồi thấy chưa chị ơi, quần hai mã luôn á. Rồi con này chọn giùm em là tím cà nữa chị ơi. Rồi tím cà 179 luôn giùm em. Chị mua một bộ vậy, chị mua một bộ thì chị nhắc phần với hàng mình chốt đi. Quần đúng rồi, cái quần mã 1 nha. Quần mã 1 nhắc phần mã số 1 quá. Mã 1 cục vàng với em ơi. Rồi con này chọn giùm em là 179 luôn. Mua bộ này về cho mẹ mình đồ mặc cũng được mấy chị ơi. Rồi mình mua về cho mình mặc cũng được, mặc cặp luôn mấy chị ơi, đi chụp hình đi selfie rồi cũng đẹp nữa. Trời ơi, đi selfie cái bộ này tao nói hả, dáng mà cao như người mẫu nó mới chơi biết không. Cái quần này mặc lên hấp dáng lắm nha. Cái quần này mặc ống rộng mới chơi, mang đây rút lên nhìn hấp dáng cực kỳ cho em luôn. Rồi con này 179 màu tím giùm em luôn mấy chị ơi. Dạ, và cái mẫu quần này thì mình may đủ dài cho mấy chị để mong rút luôn mấy chị. Lên 1 2 phần rồi dáng cao giống hấp gì mấy chị yên một tâm nha, tùy vào chiều cao cân nặng của mấy chị nữa, trong giỏ hàng nó chỉ có cân nặng thôi. Rồi chị gửi mã tim anh ơi, vô giỏ hàng mua quần được chưa chứ ơi, thấy quần mua được chị chưa? Mua bên em hoài mà đúng không? Chị mã cho mình em thấy chị quen luôn á. Quá mà biết có bị trùng không, nhưng mà chị gửi mã tim anh em thấy quen quá. Rồi trời, chị nào mới mua có sắm em gửi đơn hàng rồi. Cảm ơn chị dặn mã tim anh nha. Rồi cảm ơn chị yêu của em luôn nha, cục vàng của em ơi. Rồi con này chọn giùm em luôn là xanh biển nè mấy chị ơi. Chứ là chị mới mua 64.000 đúng không? Và hiện tại lên cầm là con màu xanh biển cho mấy chị nha. Xanh biển là một con màu cực kỳ là xịn sò cho mình á. Đúng rồi, mua bông áo rồi. Dạ, cảm ơn chị Nguyễn Kim Anh rồi nha. Rồi con này chọn giùm em là xanh biển. Ủa chị có đặt đơn chưa? Sao đơn hàng của chị không thấy vậy ta? Mời xem chưa, thấy cái đơn hàng của chị nè. Ủa chị đặt hàng đơn hàng đã rủi rồi mà sao không đơn tên ta? Đây con này chọn giùm em là xanh biển, mai chơi bộ này nữa đi chị Dũ Mã Tim Anh ơi, mua về phối chung với quần đen đẹp luôn nha chị Dũ Mã Tim Anh ơi. Đây con này chọn giùm em. Chị Dũ Mã Tim Anh, chị có cái bộ này chưa? Chưa có bộ này, mua thử chúng mình về một bộ này đẹp lắm mấy chị ơi, dễ thương. Với lại cổ mấy chị ơi, cổ vuông mặc lên nó trẻ trung lắm mấy chị, trẻ trung năng động nha. Cổ tim thì nhiều khi mình mặc lên nó bị đứng tuổi á cả nhà. Còn riêng về con này mặc lên rất là xinh cho em luôn, nó dễ thương mấy chị ơi. Rồi con cái mẫu này nè mấy chị, vậy như là hết nhiều luôn mấy chị, và hiện tại cái size không còn nhiều nữa cho mấy chị đâu nha. Còn không còn nhiều size nữa cho mấy chị, còn mọi như là con này hồi sáng em mới về mấy chị ơi, mới về lại cho mấy chị luôn á, chứ không ra là không còn hàng luôn nha. Rồi con này chọn giùm em là màu đỏ mấy chị ơi. Đây trời, màu đỏ nhưng mà nó không hề bị chói luôn cho mấy chị nha, và con hình đố luôn chị, rất là đẹp. Mấy chị ơi, đây cái quần của nó nè. Quần dáng suông nha, quần này sao quần dáng rộng nha. Trời mấy chị ơi, nhìn cái quần như đây là thấy nó đẹp rồi đó. Quần này là 179.000 luôn giùm em nha. 179 đang được giảm 20 cành đó mấy chị ơi, đang được tri ân thêm 20 cành cho mấy chị á. Là còn có 179.000. Dạ hàng này là hàng bán là shop, chị giá là bay còn 300.000 một bộ là 299.000 bộ rồi đó. Hôm nay live được còn có 199.000, nó hỗ trợ cho mấy chị 100 cành luôn nha. Tranh thủ phần đặt luôn đi mấy chị, phải đang hỗ trợ cho mấy chị còn có 179.000 luôn hay gì á. Mua 179 là còn được miễn ship nữa đó cả nhà ơi. Mua 179 mà nhiều khi mấy chị còn được miễn ship nữa luôn á. Rồi đẹp luôn giùm em. Con này rất là sang và rất là đẹp luôn cho mấy chị luôn rồi nha. Cam sữa hồng phấn thì cũng rất ngọt luôn cho mấy chị á. Cái gì kìa trời. Cái gì kìa trời. Em xuống lên lại liền nha cả nhà ơi. Kiểm tra xem có đơn không, em mới đặt quần giờ em đi làm. Vậy hả cục vàng ơi, sao em kiểm tra em không thấy vậy ta? Chị bấm vào đơn hàng của tôi mình kiểm tra giùm em ý. Có nó có đơn không chị ơi, sao mà em không thấy đơn của mình vậy ta? Không biết nó có bị ẩn hay không á. Em không biết luôn á, chị đặt đơn mà để đơn đơn hàng đã rủi. Chị kiểm tra lại giùm em ý, có nhiều chị thêm vô dọ hàng mới chơi, nó cùng hành có đơn á. Nó mới chị tưởng là có đơn nhưng mà thật chất là không có đơn. Nói chị vô mới chị đặt lại đi cho nó an tâm, cục vàng ơi đặt lại giùm em cho nó an tâm.